Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng đánh giá nhìn nhận lại toàn bộ kịch bản về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi view qua một số các mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản nhất, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để trao đổi với tất cả những anh chị em của chúng ta về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì ngày 28 tháng 5 à ngày 25 ngày 25 tháng 9 thì Hùng đã ra một cái bản tin video số 100 123 123, trong đó phân tích và đánh giá tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 28 ngày 28 đến ngày 2 tháng 10. Và thị trường của chúng ta sẽ thử lửa ở VN Index ở vùng 900 đến 910 điểm, VN 30 ở vùng 848 điểm, và phái sinh ở vùng 848 điểm, và sâu nhất có thể ở vùng 845 điểm. Thì đấy là các cái mốc hỗ trợ của thị trường. Và trong buổi tối trước khi mà chuẩn bị cho tuần giao dịch mới thì thường Hùng Lê sẽ có một cái bản tin ngắn tóm lược lại những cái ý đồ phân tích ở trên bản tin video số 123. Thì chúng ta cũng đã có những cái đánh giá về việc là thị trường ở trong tuần mới thì sẽ có những cái nhịp test cung lại ở khoảng vùng 900 điểm đến 910 điểm, và các cái điểm test đó nó có thể đến từ phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đấy là những cái phiên giao dịch đầu tuần mà chúng ta hết sức phải lưu tâm. Còn đối với VN30 thì Hùng tiếp tục đánh giá rằng dòng tiền tiếp tục ổn định ở nhóm này cùng với nhóm cổ phiếu La Cáp, và trên cái kênh xu thế tăng điểm của VN30 thì cái vùng 840 điểm được xem là một cái vùng đệm cực kỳ là quan trọng, tức là một vùng hỗ trợ, có thể nói thời điểm này là vùng hỗ trợ dài của VN30. Đó, cùng với đó thì các cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ có thể xem ở vùng 848 đến 845 điểm, sau hơn 845 điểm. Và đối với phái sinh thì đây là một cái chỉ báo rất là quan trọng, nó thể hiện cái đường đi của chỉ số này trong những cái ý đồ giữ nhịp của thị trường. Thì cái ý đồ giữ nhịp đó thì nó nằm ở cái bản tin video số 120 và 121 thì Hùng Lê đã có nói đến cái câu chuyện là thị trường của chúng ta đang thiên về kịch bản là đánh lên, và đang cái cơ bản nhất của phái sinh vẫn đang là chen long. Thì chúng ta có thể quan sát được ở vùng 848 điểm và sâu hơn ở vùng 845 điểm, thì đấy là các cái vùng hỗ trợ cứng của thị trường. Cùng với đó thì chúng ta có xây dựng dự báo một cái kênh xu hướng của VN Index khi VN Index test những cái vùng cung ở vùng 900 điểm không gãy. Thì chúng ta có một cái dự báo về việc là VN Index có thể đánh lên đến vùng 930 điểm và mạnh hơn thì vùng 945 điểm. Đó là những cái dự báo sớm về VN Index cũng lên. Thì trong tuần vừa qua thì trong phiên cao nhất của chúng ta đâu đó ở khoảng vùng 916 điểm, tức là cái vùng kháng cự ngắn của VN Index ở vùng 920 điểm, thì hiện tại là chúng ta đang gặp khó ở vùng này trong tuần vừa qua. Cuối bản tin thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về câu chuyện về thị trường của VN Index. Và chúng ta thấy rằng trong tuần thì phiên ngày thứ hai VN Index giữ khá là ổn định, nhưng đến phiên ngày thứ ba thì VN Index đã bắt đầu test cung về, và cái vùng mà Hùng đã có cái dự báo cho các anh chị đó là vùng 900 đến vùng 900 đến vùng 910 điểm. Đó, vùng 900 đến 910 điểm. Phiên ngày hôm nay thì tí nữa chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay là một phiên đáng để nói và phải nói sâu, bởi vì rằng là nó đã thường xuyên xảy ra ở trên thị trường chứng khoán, nhưng gần như tất cả những nhà đầu tư của chúng ta luôn luôn hoảng loạn, luôn luôn gọi là hành động trong những cái lúc mà thị trường nó giảm sâu nhất, trong cái lúc mà cái tinh thần của mình không ổn định nhất. Và bản thân nhà đầu tư, những tài khoản Hùng Lê đang quản lý thì cũng rất ít những anh chị giữ được cái độ ổn định ở trong phiên ngày hôm nay. Tí nữa ông sẽ nói và ông sẽ phân tích sâu. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng dự báo một cái vùng kháng cự, và cái vùng này thì Hùng đã phân tích cho các anh chị rồi trong các cái bản tin video số 122, 121. Thì chúng ta đã nói đến câu chuyện là VN30 sẽ tiệm cận về vùng 870 đến 880 điểm. Và Hùng Lê lưu ý là tất cả các phân tích của Hùng Lê đều nằm ở trên kênh YouTube, và nó nằm theo thứ tự dòng thời gian từ trước đến bây giờ, từ lúc Hùng có những bản tin phân tích đến tận bây giờ. Đó, nó không có cái chỉnh sửa gì cả, nó đúng và nó sai, có đúng có sai. Đó, thị trường chứng khoán chúng ta có đúng có sai, đúng không ạ? Và có một cái ý niệm với quan điểm của Hùng Lê, đó là gì? Khi chúng ta
dồn tâm lực, dồn tâm huyết vào để chúng ta phân tích, để chúng ta đánh giá, lọc trên những cái dữ liệu hiện tại thì cái xác suất của chúng ta nó đúng nhiều hơn sai. Còn không ai nói tài nói giỏi rằng tôi đúng 100%. Đó, Hùng không có bao giờ đồng ý những cái quan điểm đó. Và với cá nhân của Hùng Lê như vậy, đây kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, đó là góc nhìn của cá nhân Hùng Lê, nó mang một cái ý để cho cộng đồng nhà đầu tư tham khảo. Và cộng đồng nhà đầu tư bây giờ thì không nằm ở trên cái đất nước hình chữ S nữa, có những anh chị đang ở Mỹ, rồi ở Ukraine, ở Nhật, ở Hàn Quốc đó, đang tương tác với Hùng Lê đó, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Thì đối với VN30 chúng ta có những cái dự báo là sẽ tiệm cận về vùng 870 điểm đến vùng 880 điểm, và cái vùng này thì đã được Hùng nhắc đến, đã được phân tích đến khá là sớm. Thì chúng ta thấy rằng trong tuần hai lần, và phiên ngày hôm qua thì suýt soát, phiên ngày hôm nay cũng coi như là chạm trần 870, thì thị trường có những cái điểm chỉnh giảm về kỹ thuật đó. Thì cái vùng mục tiêu của VN30 và cũng là cái vùng kháng cự mạnh ở trong cái nhịp này, vùng 870 điểm đến 880 điểm, và vùng hỗ trợ của VN30 vẫn là vùng 848 điểm. Vì sao Hùng lại lấy cái vùng 848 điểm, không phải vùng 850 hay không phải vùng 840, thì Hùng sẽ có những cái phân tích sâu hơn cho các anh chị. Còn đối với phái sinh, đúng không ạ, chúng ta đã có một cái hành trình rất dài, và các anh chị nhớ rằng là một cái hành trình mùng phân tích về phái sinh dài dài lắm, dài 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 dài, cơ bản dài, và đã đưa được đến cái chỉ số này dự báo về vùng khoảng 870 điểm. Và trên thực tế thì trong tuần chỉ số này đạt mức cao nhất ở phiên giao dịch ngày hôm qua, ở vùng 867 điểm đến vùng 868 điểm, trên vùng 870 điểm. Như vậy là cũng khá là sát, và cái vùng hỗ trợ của phái sinh đó là vùng 845 điểm đến 848 điểm. Cái vùng này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng anh chị. Nếu như mà phái sinh bị mất những cái vùng đệm quan trọng thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bán tài khoản. Và tại vì sao mà trong cái thời gian vừa qua, đối với những anh chị em đồng hành cùng với Hùng Lê, đồng hành cùng với các phân tích của Hùng ở trên room không chat, rồi trên room N01, và một số các cái kiến thức thì Hùng có chia sẻ lên room cộng đồng R8 và R9, thì đều hiểu là Hùng qua từng phiên giao dịch đó, thị trường chứng khoán nó là một cái biến số, và cái biến số đó nó thiên biến vạn hóa, nó từng một phiên giao dịch thì sẽ có những cái biến thể, và Hùng phải phân tích đánh giá những cái biến thể đó để xem là thị trường có còn không, đó thị trường hết chưa, còn cơ hội không, còn 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 đi tiếp được hay không đó. Thì đấy là những cái đánh giá rất là quan trọng. Thì những cái mốc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, về mặt tâm lý để giúp cho chúng ta, thứ nhất là trong quá trình chúng ta giao dịch thì chúng ta ổn định về mặt tâm lý. Đó, ví dụ như là chúng ta đang đi trên một con đường và chúng ta thấy rằng là lan can của hai bên con đường đó vẫn đang giữ được, và trên con đường đó đèn tín hiệu tốt, tất cả không có ổ voi ổ gà đó, chúng ta vẫn đi tiếp con đường đó. Nhưng ngược lại, khi chúng ta đi đến một cái đoạn đường nào đó mà lan can bị gãy chẳng hạn, rồi đường sứt sẹo, rồi không có các chỉ dẫn, thì chúng ta đi ở trên con đường đó nó sẽ gặp tai nạn đó. Vậy thì ở chứng khoán cũng như vậy, chúng ta phải phải lần mò được cái con đường đó, lần mò được xem cái ý đồ tạo lập của thị trường nó còn hay nó hết đó. Thì đấy là những cái câu chuyện mà Hùng thường chia sẻ những cái bản tin cuối tuần đó, để giúp cho tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những cái góc nhìn tốt nhất. Và cái mục tiêu duy nhất, mục tiêu cuối cùng, đó là kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng sẽ là lớn mạnh theo từng ngày, và sẽ là một cái nơi để giúp ích cho cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của đất nước của chúng ta, và thậm chí là bay ra khỏi cái đất nước của hình chữ S đó. Thì đấy là những cái góc nhìn và những cái chia sẻ của Hùng Lê. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích và đánh giá lại một số các cái nhóm ngành của chúng ta. Chúng ta xem nào, VIX, ok, đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Một cái phân tích rất đơn giản, một cái phân tích rất đơn giản về cái ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự, đúng không ạ? Từ những cái điểm này đó, Hùng đã đưa cho các anh chị một vùng 90. Nếu các anh chị đánh VIX thì chúng ta ăn được vòng 1 này, vòng 2 này. Đó, bây giờ có thể ăn vòng 3 rồi đấy, đang vào vòng 3, ví dụ như vậy. Thì bản thân VIX là Hùng không có khuyến nghị anh chị đầu tư, nhưng nếu như chúng ta xem những cái bản tin của Hùng như thế này thì các anh chị có thấy giá trị không ạ? Cực theo như Hùng đánh giá thì nó rất là giá trị cho các anh chị. Ở bên ngoài rất nhiều những anh chị cũng có đang đang xem một cái một một số các cái buổi học. Nhưng chung quy lại rồi cuối cùng vẫn là tiền. Đó. Buổi học 5 ngày miễn phí, nhưng mà ngày thứ hai thì bắt đầu giới thiệu cái công cụ là
lọc cổ phiếu và 5 triệu một năm. Đến ngày thứ ba thì nói nôm na xong cuối cùng là bán cái công cụ định giá cổ phiếu cũng 5 triệu một năm. Rồi không biết đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, nôm na lại chung quy lại là tiền hết. Ok. Vic, ok ổn các anh chị. Vic thì về ý đồ tạo lập ngày hôm nay, mặc dù là thị trường có những biến động mạnh và chúng ta xem nào. Rồi ok, có thị trường biến động mạnh nhưng VIX vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ và cái biên hỗ trợ của VIX ở vùng 90 92. Khả năng từ nhịp này thì VIX sẽ đánh chạm vào vùng kháng cự của VIX. Các anh chị lưu ý chín vùng 96 đến vùng 97. Thế thôi, về đến vùng kháng cự ta bán. Đó, đánh ngắn ngắn thế. Ok. Vinhome VHM bản thân Vinhome thì xấu bởi vì Vinhome đã bị mất cái vùng biên ở đây, mất cái vùng biên ở vùng 77.5 thì bản thân là nó sẽ đi về những vùng tích lũy nó sâu hơn. Và trong góc độ hiện tại thì Vinhome cũng không có nhiều động lực và bản thân Vinhome thì nó cũng sẽ là có những cái xu hướng đi ngang như vậy thôi. VRE, ok, VRE chúng ta bị thất bại bởi vì trong cái nhịp này nó đang kỳ vọng lên đến vùng 3x 30. Đó, từ cái vùng hỗ trợ đâu nhỉ? Từ vùng hỗ trợ đây, từ vùng hỗ trợ 25 lên đến vùng 3x. Và bản thân thì trong cái đánh giá trước đây của Hùng thì cũng đánh giá từ vùng 25 lên vùng 28, và từ vùng 28 này thì đang kỳ vọng 3x. Tuy nhiên trong tuần đây là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta cần phải rời xa cổ phiếu. Khi cổ phiếu bị thoát cái biên 28 đến biên 29 đồng nghĩa với việc là cái xu hướng của VRE nó sẽ bị xấu đi. Và anh chị nhìn đây, tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu đường MACD đang khá là xấu, nên là VRE sẽ có những cái nhịp test lại. Đang sẽ có những cái nhịp test lại vùng 26. Nó sẽ có những cái nhịp test cung lại vùng 26 ở đây trước khi mà hình thành những xu thế mới, có thể vùng 26.5 đến vùng 27 đây, những cái vùng mà nó ngang ngang đây. Rồi, sẽ tiếp theo đến Sabico. SAB. Đối với Sabico trong thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều cái đánh giá và vùng hỗ trợ của Sabico để quay lại vùng 180. Trước đây thì cũng có phân tích một cái nhịp 180 về đến cái nhịp khoảng vùng 190 và khuyến nghị mua để uống bia. Nhịp này khả năng là cũng cũng sẽ có những cái điểm uống bia ở đây rồi đấy. Chúng ta sẽ chờ và cũng sẽ có những cái đánh giá thêm của Sapico. Khi có dòng tiền thì cũng sẽ có thể chia sẻ với các anh chị lên room. Vinamilk, ok, Vinamilk sau khi chia cổ tức đó anh chị, đây Vinamilk này Hùng sẽ cho anh chị thấy những cái phân tích về Vinamilk đây. Thêm một điểm đáng lưu tâm, đây là cái đánh giá đó, ví dụ 8 ngày trước Vinamilk, thế là Vinamilk Hùng có chat riêng. Bởi vì một số các anh chị có hỏi Hùng là Vinamilk thì bây giờ như thế nào, thì trên những cái góc nhìn, những cái quan điểm về kỹ thuật cùng đó là gì, Vinamilk sau chia các anh chị nhá, vùng giá 132 thì trở thành vùng 106.5 và vùng giá này đã hoàn thành. Trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta đánh giá ở vùng 104.5 không gãy thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của Vinamilk ở vùng 120 sau chia. Với các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, với quan điểm thận trọng thì rất nhiều những anh chị em hỏi Hùng là Vinamilk hiện tại như nào, thì Hùng có khuyến nghị anh chị là chúng ta sẽ phải quan sát ở vùng 104.5 để vùng 106.5, bởi vì những cái điểm mà lấp gap về mặt kỹ thuật như này thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung lại và test sâu nhất. Test đẹp á, thì sẽ ở vùng 106.5, còn nếu mà test sâu sẽ về lại vùng 104.5, và đây sẽ là những vùng mà chúng ta sẽ xem cái mức độ cung cầu, cái tâm thế, cái trạng thái, cái hành vi, tâm lý, hành vi, trạng thái giao dịch của Vinamilk. Đó, nó giống như tính cách con người các anh chị ạ. Lúc nó hung hãn, cái đoạn này là rất là hung hãn này. Đó, và thường những cái đoạn hung hãn đó thì Hùng tránh ra, bởi vì mình quật vào nó là mình sẽ chết. Nhưng những cái đoạn mà nó êm đềm, nó nhẹ nhàng đó, anh chị để xem những cái đoạn nó về đây, những cái đoạn nó về đây nhé, cổ phiếu nó giao dịch nhẹ nhàng êm đềm, mà nhìn cái con bò sữa lúc đấy nó thuần phong mỹ tục lắm, nó không 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 phải cái gì cả đó. Thì những cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta cần phải quan sát chứ không phải nháo nhào đâm đầu vào những cái phiên như này đó, quan điểm của Hùng như vậy. Rất vui đúng không ạ? Hùng phân tích đôi lúc nó hơi khác khác mọi người tí cho nó vui, bởi vì bản thân Hùng không học dân tài chính đó, dân kiến trúc, nên là những cái phân tích của Hùng nó cũng hơi khác với những anh chị em trong nghề. Rồi VDC, quan điểm của Hùng là đi ngang, chưa có nhiều các yếu tố đột biến, vùng đâu đó 103, 105. Ngành hàng không vẫn tiếp tục có những cái tác động rất là tiêu cực, nói chung là mở lại cho đến khi nào mà các ông phục hồi được nó là còn là một câu chuyện rất là dài các anh chị đó. HVN,
HVN thì đang gặp một cái vùng kháng cự đây, vùng 28, ở vùng này thì khả năng cổ phiếu cũng chỉ kéo về được đến như vậy thôi. Xu hướng hiện tại thì HVN vẫn đang đi, tích lũy bền ở trong cái vùng này thôi và cũng đang chờ. Trong cổ phiếu của ngành hàng không, các anh chị nhớ là Hùng đánh giá một mã cổ phiếu tốt mà đủ khả năng tăng ở trong nhịp này, đó là ACV. Các anh chị xem lại, duy nhất đánh giá duy nhất mã cổ phiếu ACV, và ACV thì nó chia cổ tức và đâu đó là chúng ta phân tích một cái sóng lên các anh chị, và đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng là ACV đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, bởi vì cái cây nến ngày hôm nay là cây nến đạt được ở khoảng vùng 67.5 trên vùng 68, chỉ cách có 0,5 ly thôi đó, thì coi như cũng là cái vùng đạt target. Và về bản chất thì duy nhất có cổ phiếu ACV của nhóm ngành hàng không. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nó không còn thơm nữa các anh chị nhá. Vùng 68 đến vùng 70 là vùng kháng cự rồi. Các anh chị còn hàng, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tư thế chốt. Rồi. BVH. BVH à, Bảo Việt cũng chưa có gì cả anh chị. Bảo Việt như này thì vẫn lình trình đi ngang thôi. Ông vẫn nói với các anh chị là Bảo Việt là sau một cái su một 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 cái quá trình nó rơi rất dài. Thì nó sẽ cần thêm thời gian để nó tích lũy nền, và đây đang là cái đoạn mà Bảo Việt có những cái xu thế tích lũy nền. Ở những cái xu thế tích lũy nền này thì nó sẽ đi ngang ở trong những cái biên kháng cự và hỗ trợ nhất định. Thì đối với Bảo Việt với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì kháng cự của Bảo Việt đang ở khoảng vùng 50 và hỗ trợ khoảng vùng 48, và xu thế thì vẫn đang có những cái điểm 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 kỹ thuật ở đi ngang ở trong cái vùng này. Cho đến khi nó có một cái tín hiệu cầu xác nhận, nó cho đến khi mà nó có một cái tín hiệu cầu xác nhận ở trong một cái biên này. Rồi, Mansan. Mansan thì Hùng khuyến nghị tài khoản những anh chị mà đang cầm thì bán, bởi vì bản chất là sau một cái đoạn nó đi ngang nó khá là lình xình, nó khá là dài như này thì chúng ta cầm cũng khá là khó chịu. Đó, nó rất là khó chịu các anh chị, trong khi những cái mã cổ phiếu mà khác nó tăng mà mã cổ phiếu mình cầm nó không tăng, nó cứ đi ngang đi ngửa như này nó rất là khó chịu, nên là Mansan hiện tại chưa có gì cả. MWG nào, MWG sau khi mà MWG đã có một cú break ở đây, đó là cú break nền 100, thì dự kiến là sẽ đi về vùng 110. Phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên mà bị đẩy bán mạnh, tức là bán một cách vô cớ. Đó. Donald Trump bị Covid-19, thế là thi nhau bán, chả hiểu vì sao, chịu, Hùng không giải thích được. Bởi vì trong cái phân tích kỹ thuật của Hùng thì Hùng không có đưa được cái chỉ báo gọi là chỉ báo sức khỏe của Donald Trump hay là chỉ báo về phát ngôn của Donald Trump vào thị trường chứng khoán, chịu, những cái đó, những yếu tố đó là không có phát 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 gọi là không có phân tích được. Còn trên trang kỹ thuật thì MWG đang gặp khó ở vùng cản, khó ở vùng 105. Và những anh chị em mà chúng ta cầm MWG thì chúng ta sẽ lưu ý giúp Hùng ở cái vùng này, ở vùng 105, vùng 104. Nếu mà cái trường hợp mà MWG bị bán mạnh ở vùng 104 thì nó sẽ có xu hướng test lại cung, tức là cái vùng mà vùng vùng cung ở đây, vùng 100. Theo như nhận định của Hùng thì nhịp này thì cái dòng tiền tạo lập đã đánh MWG rồi, thì hoàn toàn MWG tiếp tục cái kênh xu thế của chúng ta. Rồi, PNG. PNG. PNG ngày hôm nay cũng như vậy, những anh chị nào mà bán ở vùng 58 thì cũng xót xa nhỉ. 58 mà lên 61 là mất 3.000 một cổ phiếu, cũng tương đối các anh chị. Nên là cái tâm lý chiến của chúng ta nằm ở đâu? Thì nằm ở những cái phân tích, những cái giường cột của thị trường. Đó, tí nữa ông sẽ nói cuối câu chuyện này, hôm nay chúng ta phải nói kỹ cái câu chuyện này. PNG thì về mặt lý thuyết thì PNG cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến anh chị. Dòng tiền đang đi như này thì nó cũng đang gọi là hình thành một cái biên ở đây, và nó có những vùng hỗ trợ ở đây là vùng 58 và vùng kháng cự ở đây là khoảng vùng 62, thì xu hướng là khả năng cổ phiếu sẽ tiếp tục đi ngang ở trong cái biên này cho đến khi có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo đối với PNG. Rồi nhựa, nhóm nhựa chúng ta sẽ đi phân tích nhóm nhựa các anh chị nhé. Bình Minh. Rồi Bình Minh, Bình Minh là một mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng Bình Minh đã đi vào một cái kênh xu thế của trung hạn nó, và khi một cái mã cổ phiếu mà đi vào một cái kênh xu thế trung hạn thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái đường đi của nó, và nó cứ lần lượt thôi, nó đi chậm thôi, nó không không đi nhanh. Nhưng mà những cái mốc và những cái cột mốc, những cái dấu mốc rất là quan trọng để giúp cho chúng ta định lượng rằng là xu thế của cổ phiếu còn hay mất.
Thì đơn giản như vậy thôi. Khi mà bình minh ở vùng 52, đây các anh chị, thì Hùng phân tích lên vùng 5 55 này. Rồi sau 55 chỉnh kỹ thuật về vùng đó, đó, đây đây đây, đúng rồi. Bị thiếu mất cái mũi tên. Đó, đây. Ok, chúng ta tạm thời thoát cái Zalo các anh chị. Tạm thời thoát cái Zalo. Đang đang tham dự cái nhóm nên là nó nhiều cái nó nhảy lên nhảy xuống. Rồi, về vùng 55 này, test 55 không gãy thì lên vùng 60, 60 kéo qua rồi là test lại vùng 60 không gãy. Chúng ta đang xây dựng ở vùng giá mục tiêu của Bình Minh ở vùng giá 65, và sau 65 sẽ là 7x. Cứ dần dần từ từ, không đi đâu mà vội cả. Với quan điểm của Hùng là chúng ta sẽ đi xây từng cái bước một. Rồi, Bình Minh đang rất là ok. APH nào. APH chưa có gì đột biến anh chị, vùng kháng cự vẫn là vùng 75 và hiện tại thì tạo lập chưa đánh qua, dòng tiền hiện tại là đang dòng tiền tích lũy. Thì chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật thôi. Nói chung là vùng 73.5 đến vùng 75. Thì đây là vùng mà cũng có thể thăm dò. Đó. Và cái vùng trường hợp của nó gãy 73.5 thì vùng của chúng ta mua bị sai. Còn trường hợp mà nó đánh vượt thoát vùng 75 thì chúng ta sẽ mở thêm tăng thêm 50% tỷ trọng, đúng không ạ? Đó, thì cái cách thức mà chúng ta đánh là như vậy, chúng ta không nói tài nói giỏi gì bảo là à tôi mua cổ phiếu này anh yên tâm đi, tăng 50% nói phép. DAG. Rồi, ok, DAG. DAG là trong nhịp trước cũng có phân tích đến vùng giá 7.0 và khả năng thì vùng này cũng bị thất thủ rồi. Đó, nên là một phần bị chốt ở đây. Khi tín hiệu MACD, đây anh chị nhìn thấy tín hiệu đường MACD cắm đầu đi xuống, đấy là cái tín hiệu mà cổ phiếu bị suy yếu, cùng với đó là dòng tiền cũng cắm đầu đi xuống. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại nhìn thấy rằng dòng tiền bắt đầu tạo đáy, dòng tiền bắt đầu tạo đáy ở đây, tín hiệu đường MAC đang thu lên. Thì đây là một cái tín hiệu kỹ thuật vui để cổ phiếu bắt đầu hình thành lại một cái nhịp ở bên này. Đó, phân tích kỹ thuật là vậy đó anh chị, không có gì cả. Các anh chị có hỏi là thế tại sao ông Hùng ông ấy lấy cái vùng 6.7, 6.9, 6.5 này, thì nói chung là nhìn nhiều thì nó thành cái phản xạ thôi. Chứ chả có cái sách nào bảo là đấy là vùng hỗ trợ cả. Cổ phiếu ba con A rồi, ba con A cũng có đánh giá rồi, tạo lập của ba con A rất là ích kỷ và rất là khó chơi nên là nó cứ đánh dùng rằng thế này thôi, và sau khi đánh dùng rằng này thì nó sẽ kéo thêm khoảng một hai cây tăng mạnh và sau đó thì nó lại thoát hàng đó. Thì cái câu chuyện là ban A nó cũng không được happy cho lắm. Ok. Rồi, G, cổ phiếu cơ điện lạnh G thì đã hoàn thành cái nhịp xổ số, đúng không ạ các anh chị? Trong các phân tích định lượng của Hùng đó là về vùng 36 đến vùng 37. Rồi khi G vượt vùng 38 thì cũng có đánh giá lại là G sẽ có những cái nhịp test ở đây. Và những cái nhịp test này không gãy thì G sẽ tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 42. Và gọi là vùng giá mục tiêu 42 này gọi là vùng xổ số. Thì phiên ngày hôm nay G bị giảm rất là mạnh nhưng đây thôi chết rồi, Zalo lại thoát mất rồi. Vào lại tí nói đến con G cái. Xong đó lại thoát. Và những cái câu chuyện là thị trường Hùng có chia sẻ là thị trường của chúng ta nó là thị trường luôn luôn biến động và chúng ta cần phải có những cái cập nhật tốt nhất, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ngồi mà chúng ta không có một cái phân tích định hướng thì nó cũng khá là khó. Thằng là mạng nó đang hơi chậm. Rồi ok, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành công nghệ. Mạng nó chậm quá. Trong một ngày thì nó có tương đối nhiều những cái dữ liệu. Đó, anh chị có thể nhìn thấy đây. Trên cái room không chat này thì chỉ có Hùng được chat thôi. Và ai mà chat vào đây thì sẽ bị phạt. Và chúng ta có thể tra cứu lại tất cả các cái dữ liệu của tất cả các mã cổ phiếu từ từ khi thành lập cái room này cho đến thời điểm hiện tại, là chúng ta có thể truy cứu lại được hết tất cả ở trên này. Mạng nó đang đang bị chậm nên là nó không không truy xuất được.
thôi chúng ta bỏ qua, chúng ta đi tiếp tục câu chuyện. Thì Di đề ngày hôm qua là cũng đã có những cái phân tích và đánh giá rằng vùng giá tiệm cận 42 là vùng xổ số, và những anh chị nào đang cầm hàng thì chúng ta chốt. À, rồi ok, nhịp xổ số thì nó cũng chỉ như vậy thôi. FPT nhóm ngành công nghệ. Đối với FPT ở trong nhịp này thì Mark đang dự kiến đâu đó khoảng vùng 51, 52, và cái vùng này thì cũng là một cái vùng tương đối gọi là vùng kháng cự của cổ phiếu FPT. FPT có đánh tiếp hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái xu hướng chung của thị trường. Xu hướng chung của thị trường đó là gì? Đó là VN Index của chúng ta sẽ kéo được đi đến đâu. Thì trong những cái nhịp mà phân tích ở đây thì chúng ta có nói đến cái vùng FPT có thể chỉnh lại, về chỉnh lại kỹ thuật ở đâu đó khoảng vùng 49 đến vùng 50 ở đây. Không gãy thì FPT sẽ có những nhịp đánh lại, và dự kiến là mắc thì cũng ở khoảng vùng giá 52. Nhóm ngành công nghệ thì vẫn là một cái nhóm ngành rất là tốt, và dự kiến thì nó cũng sẽ có những cái kết quả kinh doanh tuyệt vời của năm 2020 trong đại dịch. DGW. Rồi, DGW đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là khoảng vùng giá 55, và hiện tại thì đang có những nhịp test cung, và những nhịp test cung có thể rơi vào vùng 52 đến vùng 53 không gãy thì lại đánh tiếp, lại vượt thoát vùng 55, và khi có một cái lượng cầu, hay nói nôm na có một cái cây nến xác nhận, đó là một cái cây nến xanh dài ngồi lên ở trên này với lượng vốn xác nhận khoảng trên 1 triệu cổ phiếu, thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng một cái target tiếp theo của DigiWorld ở khoảng vùng giá 60. Cổ phiếu CMG như nào nhỉ? Đó, CMG thì đây. Vùng hỗ trợ của CMG trong nhịp này, sau khi mà CMG hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 37 thì CMG sẽ có những cái điểm test kỹ thuật về lại vùng giá 34 đến 34.5, và chúng ta thấy rằng trong tuần liên tục có những cái điểm đâm xiên đâm xỉa vào đây, và cuối cuối cùng thì nó vẫn nằm ở trên vùng 34. Trên vùng 34 các anh chị, như vậy là rất là ok. Và mục tiêu để cho CMG đi tiếp thì chúng ta, đây là chúng ta phải có một cái tín hiệu kỹ thuật, đó là cổ phiếu tiếp tục tích lũy ở vùng này, tín hiệu dòng tiền phải đi vào cái đường MACD này, nó phải thay đổi pha, nhưng mà MACD đang cắm đầu như này thì chỉ có đi ngang hoặc đi xuống thôi, không có cơ hội đó. Thì cổ phiếu CMG sẽ tiếp tục một cái nhịp tích lũy. Rồi chúng ta phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp các anh chị. Novaland hình như không có gì cả, đi ngang bỏ qua. Cotecom, đối với Cotecom thì sau một cái nhịp mà bị rơi gãy ở đây, các anh chị nhớ Hùng có phân tích ở đây, thì khi một cái nhịp rơi gãy này xuất hiện thì cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng đó, nhưng sẽ có những cái xu hướng là test lại ở những cái vùng cung thấp hơn. Và một số anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì quan điểm của Hùng là tạm thời chúng ta sẽ chưa mua, và chúng ta sẽ chờ xem những cái tín hiệu xây nền lại của Cotecom ở vùng 64 đến vùng 65 ở đây, và Cotecom sẽ cần thêm thời gian. Sau một cái nhịp rơi gãy như này thì cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian tích lũy lại đây, chính là cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 64 đến vùng 65 các anh chị. Cổ phiếu HTN. Rồi, HTN là một mã cổ phiếu tương đối là hay, và rất nhiều những anh chị em thì cũng có lãi của mã cổ phiếu này. Từ những cái vùng mua rất là sớm, và không biết lãi bao nhiêu nếu như chúng ta tính từ vùng 27 này, lãi tương đối anh chị. Và sau cái nhịp đánh này, tức là cái vùng giá mục tiêu của HTN ở đây là vùng 26 hoàn thành, thì HTN có những cái điểm kéo lên. Kéo lên thì có hai cái điểm test, một là cái điểm test kỹ thuật đẹp ở vùng 26 không gãy thì nó là đẹp nhất, và điểm test thứ hai là vùng 24 đến vùng 24.5. Thì hiện tại là HTN đang đi vào cái vùng 24 đến vùng 24.5 không gãy ở đây. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu dòng tiền sẽ đảo pha trở lại, và từ khi cái dòng tiền tín hiệu dòng tiền nó đảo pha thì cũng sẽ có thêm những cái cập nhật. Và như HTN thì cũng có phân tích những cái vùng đây anh chị, 4 ngày trước này thì cũng đã có nói đến vùng 24 vùng 24.5 này. 11 ngày trước là cập nhật là vùng 26 cộng này, hoàn thành này. Đó thì cái room nhận định không chat này nó là một cuốn nhật ký, và chúng ta có thể truy xuất lại hết tất cả các mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích đây. HTN là chúng ta phân tích cách đây 2 tháng, 1 tháng, đây 2 tháng, đây là bài phân tích đầu tiên. Đuổi hình bắt chữ. Đó, đây. Đó, HTN đấy các anh chị này. Đó, Hùng phân tích cũng rất đơn giản thôi, những cái ngôn ngữ của Hùng nói rất là đơn giản thôi. Đó, về kết quả kinh doanh này,
về ngành nghề này, số lượng cổ phiếu này, số lượng cổ đông đang nắm giữ này, kết quả kinh doanh này, rồi báo cáo tài chính này, về tăng trưởng doanh thu lợi nhuận này. Trên biểu đồ kỹ thuật thì đi ngang ở quanh vùng 19 này, và đấy là vùng giá gom mục tiêu ở vùng 20 đến vùng 20.5 cách đây 2 tháng. Rồi đó thì nó trở thành một cái cuốn nhật ký liên tục như vậy, và các anh chị có thể tra cứu lại bất kể một thông tin một mã cổ phiếu nào. Rồi HTN thì bây giờ nó lại gặp lại vùng kháng cự 26 thôi, và với những cái lực cầu tín hiệu như vậy thì chúng ta sẽ chờ thêm HTN sẽ có thể đi ngang ở quanh vùng 25 thêm 1 đến 2 phiên, chờ cho đến khi tín hiệu dòng tiền cắm đầu xong á, thì ông ấy bắt đầu ông đi ngang xong rồi á, thì bắt đầu ông ấy đi lên đó, và như vậy thì chúng ta có một hình đi lên đây, thì khi đó cái HTN thì sẽ bắt đầu quay trở lại tăng giá. Rồi một cổ phiếu HDC cũng là một mã cổ phiếu rất thành công, đúng không ạ? Rất thành công, và đến thời điểm hiện tại thì gần như là HDC của chúng ta đang đi về cái vùng vùng giá mục tiêu rất là đẹp ở đây, vùng giá 24, và cái đích đến của HDC ở khoảng vùng 24. Sau một cái nón úp ở đây, những cái điểm test cung ở đây rất đẹp ở ở không gãy vùng 20.5, và lực cầu tiếp tục quay trở lại. Ở phiên ngày hôm nay thì cũng như vậy, nó có những cái biến động mà Hùng nghĩ là nó không cần thiết. Không cần thiết, và không cần thiết như nào thì tí nữa ông sẽ cho các anh chị đọc những cái câu nói của Hùng Lê nói cay đắng ở trên room luôn. Đó. Ok, tiếp tục HDC lên vùng 24. Rồi. HDG. HDG thì Hùng phân tích cùng với cả HDC những cái nhịp đánh đâu đó ở dưới này Hùng không nhớ lắm nữa, nhưng mà nôm na chúng ta sẽ nói đến cái vùng hỗ trợ 24, và mục tiêu ở trong nhịp này thì sẽ đánh chạm vùng 26, và trong tuần thì phiên ngày hôm qua là đã chạm vùng 25.5. Như vậy là cũng chỉ còn cách cái vùng giá mục tiêu của chúng ta rất là gần rồi, rất là gần rồi, và như vậy là cũng khá là thành công. Theo quan điểm của Hùng là như vậy, bởi vì chúng ta không thể là phân tích zin zin là nó về 26, là nó về 26, nó có thể vượt 26 hoặc nó có thể tiệm cận đâu đó ở vùng 26 và sai số khoảng cộng trừ 0.5, đó là một con số xác suất rất là tuyệt vời trong những cái quá trình mà chúng ta phân tích. Rồi HBC. Rồi HBC các anh chị, HBC đây, HBC là chúng ta nói đến đây cái vùng kháng cự của HBC là vùng 11.2 đến vùng 11.3, và khi gặp cái vùng kháng cự này thì HBC sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Ở phiên ngày hôm nay thì HBC không giữ được cái vùng giá cao nhất, đã có lúc mà HBC đã nảy lửa, tức là đã đẩy qua được cái vùng này. Tuy nhiên với cái lực cầu hiện tại và với cái tâm thế vị thế của HBC thì hoàn toàn HBC sẽ lấp lại cái gap của đó, gap gap của cái này, và trong nhịp này thì dự báo là HBC sẽ đánh ít nhất là đánh chạm về cái vùng đỉnh cũ ở đây, đó là khoảng vùng 12.5, mạnh hơn thì sẽ ở khoảng vùng 13. Đó là những dự báo sớm của lên. Về mặt ý đồ tạo lập, về mặt trend kỹ thuật là đẹp đối với mã cổ phiếu HBC. Rồi VCS, VCS đó, VCS trời đẹp quá. Rồi VCS thì chúng ta sẽ nhìn sâu sâu hơn một tí như này đó. Thì bản thân là khi VCS sau một cái quá trình chỉnh giảm dài thì cũng có nói đến cái câu chuyện là nó cứ sẽ lình xình ở đây để nó bẻ một cái pha xu thế tăng sang bên này con sóng đó, thì giảm này rồi tăng lên này, về vùng giá ở đây, vùng giá mục tiêu của nó là khoảng vùng 69, 69 xong cái chỉnh giảm kỹ thuật này, không gãy vùng 65, sau đó lại kéo lên này, chạm vùng 69 và lại chỉnh lại này, xong đó lại kéo lên và vượt thoát vùng 69. Đó, đây là một cây nến vượt thoát này nó hơi điêu. Không sao cả. Phiên ngày hôm nay về mặt kỹ thuật test cung như thế này là đẹp, và thậm chí là nó có test sâu sâu hơn một tí nữa. Đó, thì thay vì cái câu chuyện là nếu mà chúng ta am tường về kỹ thuật thì chúng ta không phải là chúng ta bán ở trong phiên này mà chúng ta canh để chúng ta mua ở trong phiên này. Và chúng ta phải sẽ canh ở khoảng vùng 71 để chúng ta mua. Các anh chị đừng có bảo là bây giờ ông Hùng ông ấy nhìn thế này thì ông mới nói. Các anh chị cứ để xem rất nhiều những mã cổ phiếu mà mình phân tích. Đó, nó sẽ test lại cung, nó test cung và sau đó thì nó lại đi tiếp. Đó, và xu hướng của ông VCS chắc chắn là đi tiếp. Nó sẽ test, nó sẽ lấp lại và nó lấp lại đẹp ở khoảng vùng 71.5. Rồi. Đạt Phương, đấy, nói đến Đạt Phương, DPG, ok. Đạt Phương sau một cái quãng thời gian lầm lũi ở vùng hỗ trợ sâu nhất ở 20 và vùng phân tích 22 đến vùng 23, rất nhiều những anh chị em
Chúng ta rất là kiên nhẫn, và đây là những cái hình mà Hùng mô phỏng cái đường đi của Đạt Phương. Thì đến cái đoạn đây, đến cái đoạn mà vùng 27 á, ông bắt đầu có những cái phân tích, cũng đây DPG đó, anh chị có thể nhìn thấy đây. Một ngày trước, rồi 3 ngày trước CE cổ đông thoát được nền 26.5 đến nền 27 thì xu hướng gọi là xu hướng trung hạn được xác nhận. Đó thì vùng 26.5 đến vùng 27 đây là một cái vùng mang những cái yếu tố về mặt kỹ thuật, và đây là một cái hình ảnh mà mô phỏng là khi có cái dấu hiệu là vượt thoát vùng 27 thì phiên ngày hôm nay là nó đánh vượt gap luôn. Và phiên ngày hôm nay thì cũng như vậy, đó về luôn vùng giá mục tiêu 3x rồi rơi tõm phát 30, và rơi tõm đấy thì do Donald Trump. Ok. Rơi tóm phát về đúng vùng hỗ trợ luôn, vùng 27, và sau đó lại kéo lên vùng 29.2, cũng mất 2.000 các anh chị, 2.000 trong tích tắc, có khoảng tầm độ 10 15 phút gì đấy. Đó, trong 1 phút không kiểm soát mình và tích tắc. Nói chung là cũng hơi 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 đau. Đó, thì đấy là do tâm lý thôi. Và đối với quan điểm cùng thì kể cả là Đạt Phương khi về đến vùng giá 3x thì nó sẽ chỉnh kỹ thuật. Đó, kiểu gì nó cũng sẽ chỉnh, chứ nó không phải, nhưng mà nó không chỉnh theo cái cách là rơi một phát từ 30 về đến 27, nó không rơi một phát như vậy, mà nó sẽ rơi chậm hoặc là nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật. Và với tín hiệu cầu của Đạt Phương này thì đây là một cái phiên lấp gáp tuyệt vời. Đây là một phiên lấp gáp tuyệt vời thì chúng ta sẽ căn chỉnh lại ở vùng lấp gáp ở vùng 29. Ui đẹp quá. Xin lỗi cả nhà, 28.5. 28.5 đó chính là vùng lấp gáp đẹp của Đạt Phương. Nó không có Donald Trump bị bệnh thì Đạt Phương nó cũng sẽ lấp gáp lại, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng này. Nó sẽ tích lũy thêm khoảng tầm độ 1 đến vài phiên và nó sẽ lấy đà để nó vượt thoát được vùng 30, và khi Đạt Phương thoát vùng 30 thì như vậy là chúng ta ôm ôm gối chúng ta ngủ thôi, chúng ta không cần cái gì nữa, bởi vì khi thoát nền 30 thì Đạt Phương sẽ có xu hướng đánh về 35 4x. Đấy là câu chuyện trong tập này rồi. Cổ phiếu CRE, cổ phiếu này thì nó chuyên về lái các anh chị. Nó lái thôi. Chính vì nó chuyên về lái nên chúng ta cứ chạm hỗ trợ thì chúng ta bắt nó vào 21 21.5. Đó, đây các anh chị, những cái điểm đẹp hỗ trợ đấy, những cái điểm này đó, và đến cái điểm kháng cự thì đâu đó vùng kháng cự 24, nhưng mà bây giờ nó lại tạo thành cái kháng cự ngắn ngắn ở đây này. Đó, ngắn ngắn ở đây thôi, khoảng vùng 23 chúng ta chốt đấy, đánh ngắn với cổ phiếu lái như vậy thôi. IDG thì chưa đạt rồi, IDG thì hơi xấu, nó vẫn chưa vượt thoát được cái vùng 15.5, 15.6. Với lực cầu xác nhận như này thì cổ phiếu nó vẫn sẽ lình chình đi ngang thôi, chưa có những yếu tố đột biến. IDC, tiếng Việt à? Rồi, IDC, ô tuyệt vời, IDC thì hôm nay trên cả tuyệt vời. Chúc mừng những anh chị mà đã mua IDC, có IDC đấy các anh chị, hình như có. IDC cách đây 11 ngày cập nhật là vượt thoát 13 thì cân thêm 100% tỷ trọng này, không biết đã, đấy 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 đấy, hôm nay vượt thoát 13 đó, tức là những cái phân tích rất là sớm, cách đây 11 ngày thì chúng ta đã nói đến vùng 13. Và IDC có đúng có sai nhưng anh chị đó, ví dụ như con mã cổ phiếu IDG thì chúng ta bị sai, tất nhiên nó không lỗ nhưng mà nó không tăng giá đấy, cái chính nó là như vậy, cái sai nào mà đấy. Ok, đã có vùng giá mục tiêu 13. Đó, trong một cái quá trình mà con IDC này chúng ta nói đến vùng 11, xong đó đánh lên vùng 12, 13, xong đấy chỉnh giảm kỹ thuật không gãy vùng 12, tiếp tục đánh lên và vượt thoát vùng 13. Đây là một cây nến mô phỏng vượt thoát vùng 13, và như vậy với một cái lực cầu xác nhận như thế này thì xu hướng là sẽ đánh lên vùng 15 thôi. Và những anh chị nào mà chúng ta đang cầm á, thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp như này. Cứ để cho nó kéo đi, nó kéo có thể nó sẽ kéo lên vùng 14 đấy, sau đó nó đạp xuống một phát, đạp xuống một phát mà không gãy 13, nó có thể đạp xuống vùng 12 chấm 13.3, 13.4, 13.5, thậm chí là nó chỉ đạp về vùng 13.7 gì ở đây ví dụ như vậy, thì chúng ta cũng sẵn sàng chúng ta chấp nhận mua vùng cao đó, chứ chúng ta không vội vàng gì cả đó, ví dụ như thế. Còn đã mua là mua trong phiên này, tức là khi vượt thoát 13 là chúng ta mua luôn, với lực cầu xác nhận, lực cầu hôm nay 2 triệu ba quá đẹp luôn đó, thì chúng ta mua luôn. Còn trường hợp chúng ta không mua luôn, chúng ta chờ test lại chúng ta mua lại đó. Đó là kinh nghiệm của Hùng. Những cái kinh nghiệm này là kinh nghiệm thực chiến các anh chị nhé, truyền đạt lại hết cho tất cả các anh chị đó.
Không có giấu cái gì cả. CKG thì xem nào, CKG thì nó đang có một cái trend vẽ vùng tích lũy đây 11.3, nhưng trong tuần thì CKG giao dịch hơi xấu. Bởi vì những khi mà nó xuất hiện những cái cây nến đỏ dài như này thì nó sẽ có xu hướng test đi test lại, test đi test lại ở đây. Rồi hàng CKG sẽ có những cái điểm test cung lại khoảng vùng 10.8, và bây giờ nhiệm vụ của CKG phải lấy lại được cái vùng 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 11.3 ở đây để xác nhận xu hướng đi tiếp. Mã sell sell hôm nay hình như bị bán mạnh. À, vẫn đóng cửa ở vùng 74, không tăng không giảm. Sell hơi chuối một tí. Nhưng không sao cả, chúng ta có những cái vùng mua 7.2, những cái vùng mua 7 chấm chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. Bởi vì cái thông tin về cái quỹ đất mà Sell đang nắm giữ tại tại Kiên Giang, tại Phú Quốc thì Hùng sẽ điều tra lại cái thương vụ này. Và nếu như khi mà Kiên Giang, Phú Quốc mà lên thành phố đang có đề án rồi các anh chị phê duyệt rồi thành phố và cái đất ở đấy nó có giá thì Sell cũng sẽ là một mã cổ phiếu rất là hay. Và ở trên những cái góc nhìn kỹ thuật thì cái vùng giá 6.5 đến vùng 7, cái vùng loanh quanh ở đây thì cũng là vùng hỗ trợ của Sell. Chúng ta kiên nhẫn thêm một tí. Kiên nhẫn. Đó. C32. Rồi C32 các anh chị, C32 thì chúng ta nhìn trên trend tuần. Tại sao lại nhìn trên trend tuần? Bởi vì cái mã cổ phiếu này thì cũng có đánh giá rồi, đó là sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát được ở vùng 24.5 thì chúng ta dự kiến là nó sẽ đi về đâu đó khoảng vùng 27.5, vùng 27 27.5. Hiện tại nó đang giao dịch quanh vùng 26 gần cả 1-2 tuần nay rồi, nó chưa bứt thoát lên được. Và với những ý đồ tạo lập của C32 thì khả năng vùng 27 27.5 khả năng sẽ đạt được, và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi. Không có mở mua ở cái mã cổ phiếu này. Rồi, nhà Từ Liêm, ok, nhà Từ Liêm là một mã cổ phiếu khuyến nghị mua. Đó, khuyến nghị mua. Bản tin phân tích tuần trước các anh chị nhớ nhé. Đây này, bây giờ nếu nếu không nhầm là nhà Từ Liêm đúng đã nói đến khoảng 2 tuần rồi. Sau đó thì có những cái nhịp test kỹ thuật này ở khoảng vùng 16.8 đến vùng 17 này. Không gãy này thì chúng ta có thể có một cái nhịp ở đây nho nhỏ đúng không ạ? Nhà Từ Liêm sẽ đánh về khoảng vùng giá 18.5. Thì trong phiên ngày hôm qua là nhà Từ Liêm đây đi về đến vùng 18.45, tức là cách 0.05 ly. Các anh chị 0.05 ly. Và nhà Từ Liêm nhịp này như nào nhỉ? Nhịp này hay đấy, các anh chị yên tâm nhịp này hay đấy. Nó hay ở chỗ nào? Rồi ok, nhà Từ Liêm sẽ có những điểm test kỹ thuật ở đây. Sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Nôm na nó là như vậy. Phiên ngày hôm nay là một phiên lấp gáp đẹp. Cảm ơn Tổng thống Donald Trump 17.5 đã thiết kế một cái phiên lấp gáp 17.5 và thậm chí là vùng 18 17.5. Sau khi mà đạt 18.5 thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test lại khoảng vùng 17.5, nhưng mà nó sẽ nếu nếu mà không có anh Trump thì nó sẽ không test sâu như vậy đâu. Đó, và nó sẽ test test ở đâu đây khoảng tầm vùng 17.7 thôi, 17.6 thôi. Nói chung nôm na là như vậy. Nó sẽ hình thành thêm cái lình xình ở khoảng vùng 18.5 đến vùng 17 thêm khoảng tuần tới. Nó còn mất cổ phiếu khỏe thì mất khoảng 3 phiên, còn nếu mà cổ phiếu không khỏe thì mất một tuần. Và sau đó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận cái xu hướng đi tiếp của nhà Từ Liêm. Và nhà Từ Liêm thì anh em trong team của Hùng Lê thì đã cân gần như là hết hàng rồi, không còn bên ngoài nữa. FCN thêm một mã cổ phiếu về Fecom, đó là mã cổ phiếu này thì trong tuần vừa qua cũng hình như cũng đã bắt đầu có những cái điểm mua, không biết là điểm mua đến thời điểm hiện tại thì mua hết hay là mua như nào đấy. 4 ngày 4 ngày 4 ngày 5 ngày break nền 11, lúc đó 8 ngày 15 ngày gì đó. Nói chung là đã bắt đầu nói đến Fecom. Thì Fecom nó có một cái ưu thế của nó là gì? Nó là thi công hạ tầng công trình ngầm, và hiện tại thì Fecom cũng lấn sân sang cả điện gió các anh chị nhé, lấn sân sang cả năng lượng tái tạo. Thì đấy là những câu chuyện về cơ bản của Fecom, thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Còn trên trang kỹ thuật là khi Fecom vượt thoát vùng 11 thì chúng ta có tiếp một cái vùng giá mục tiêu tiếp theo của Fecom, đó là vùng 12.5 đến vùng 13. Ở phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái phiên biến động, và Fecom đã lấp về đúng cái vùng 11.35 rất đẹp. Đấy là cái vùng hỗ trợ của Fecom, và cái vùng này nó không gãy, và cuối phiên thì rút lên 11.7. Với cái tinh thần hiện tại thì khả năng sang tuần tới thì gần như là tất cả các mã cổ phiếu sẽ lình xình, phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, và chúng ta sẽ có tiếp những cái phân tích đánh giá rất là cụ thể. Rồi, mã xây lắp còn mã nào nữa các anh nhỉ? À, SCR.
SR là một cái mã mà trong team một số tài khoản cũng đang nắm, thì dự kiến cái mã này nó sẽ đi về khoảng vùng 7 chấm vùng 7.5. Phiên ngày hôm nay cũng là một phiên lấp gáp khá là đẹp, và cuối phiên thì kết phiên ở vùng 6.6 rất là ok. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí anh chị, gas. Rồi gas chưa có nhiều động lực, và hiện tại thì xu hướng vẫn đang là xu hướng đi ngang và có những cái điểm test kỹ thuật ở khoảng vùng giá 71. PLX hiện tại đang bị mất cung và đang đi ngang ở vùng 50 51, thì chúng ta cần phải chờ thêm thôi. PVS trong tuần đã có những phiên tiệm cận về vùng giá 14, và chúng ta thấy rằng cái vùng 14 là một cái vùng mà cũng kháng cự rất là mạnh. Có phiên ngày thứ ba PVS đánh lên nhưng mà không thoát được, và sau đó thì PVS lại tiếp tục có những điểm chỉnh. Những cái điểm chỉnh kỹ thuật của PVS ở khoảng vùng 13.3, đây là những điểm mà cho phép PVS test lại cung trước khi mà hình thành một cái nhịp nhịp cái tăng mới ở đây, nhịp tăng mới ở đây, thì chúng ta xem nào, đã dự kiến là đã hình thành được chưa. Về xu thế là tích lũy thế này nó cũng chưa chưa hình thành được một cái nhịp tăng dài ở đây, nó vẫn cần có thêm thời gian các anh chị, cần có thêm thời gian chưa ổn. Đó thì với những tài khoản mà anh chị đang cầm PVS, chúng ta lưu ý giữa vùng lên đó là vùng 13.3 không gãy thì như vậy chúng ta vẫn cầm được, còn ngược lại 13.3 gãy thôi chúng ta bán tạm, bởi vì cái vùng kháng cự 14 ở đây đó, chúng ta phải chờ đánh giá những cái chi tiết hơn ở vùng 14. Rồi PVD, các anh chị có thể xem lại đây, PVD chúng ta có một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 12 các anh chị, 12 vẫn chưa vượt thoát được, và nói chung nôm na ở khoảng vùng 11.7 đến vùng 12, một tuần cũng khá là chầy chật ở quanh cái vùng này. Thì khi mà chầy chật ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái vùng vùng gọi là vùng tâm lý. Đó, vùng tâm lý này ở khoảng tầm vùng 11.3. Vùng tâm lý này để làm gì? 11.3 để cho những tài khoản nào mà chúng ta đang cầm á, nếu mà chưa gãy 11.3 thì thôi chúng ta cứ cầm. Còn ngược lại mà nó gãy 11.3 thì thôi chúng ta cũng tạm thời chúng ta té tát. Rồi PVT là một mã cổ phiếu cũng rất là thành công đó, và nó thành công đến đâu thì chúng ta không nói lại nữa. Ở vùng giá 10.7 là khuyến nghị mua hết, vượt thoát 12 thì mới bắt đầu đi xây dựng target, và khi vượt thoát 12 thì chúng ta xây dựng cái target ở vùng 14 đến vùng 14.5, và đến tại thời điểm này thì chúng ta có thể nói rằng cổ phiếu này chúng ta phân tích đúng đúng không ạ. Đây ok các anh chị, lên vùng 14.1, và khi về đến vùng kháng cự này với cái lực cầu và với cái tâm thế vị thế hiện tại như của PVT thì cổ phiếu hoàn toàn có thể đánh vượt thoát vùng 14.5. Sẽ có một cái cây nến xanh mạnh ở đây nữa trước khi mà nó sẽ có cái lực chỉnh kỹ thuật 1 đến 2 phiên ở đây. Ok. Rồi các anh chị, PVT, rồi mã cổ phiếu, ba mã cổ phiếu gọi là penny của nhóm dầu khí, oil bây giờ cũng chưa 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 có ấy các anh chị. Thường thường là các anh chị sẽ xem sẽ mua những cái phiên xanh này này, nhưng mà Hùng thì Hùng không có bao giờ như thế. Khi ông xem kỹ thuật đó, bao giờ ông sẽ căn lại ở những cái điểm mà nó hôm nay là Donald Trump thôi, chứ còn nếu không có Donald Trump thì ông sẽ canh lại khoảng vùng 8.1 đó đó. Nói chung là nôm na là sẽ ở khoảng vùng 8.1 là những cái vùng test chỉnh kỹ thuật, chứ không phải mua ở những cái vùng 8.5 như này. Nó sẽ có những cái điểm 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 về về mặt kỹ thuật đó, nó sẽ có những cái điểm test như vậy đúng không ạ. BSR BSR sẽ có những điểm test lại vào vùng 7. Nói như này thì các anh chị bảo à bây giờ cây nến đỏ này thì Hùng mới nói 7, nhưng mà chúng ta xem lại xem nào. BSR Hùng cũng có những cái đánh giá rồi đấy. Đây BSR 4 ngày. 4 ngày nói về BSR này. Rồi tích cực duy trì đâu, BSR cần thêm sự ổn định về dòng tiền, có những cái điểm test ở đâu nhỉ? PXL về à, tức là khi mà PSR có một cái lượng cầu vào khủng ấy, thì các anh chị nhớ những cái phân tích của Lê của POVK đó, là có nghĩa là sau khi mà cổ phiếu mà tăng mạnh ấy, thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật, nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật. Rồi
Thì BSR nó sẽ có những cái điểm test về quanh 7, và bản thân hiện tại thì những em này nó cũng chưa có nhiều động lực các anh chị, nên là không có sướng. Duy nhất chỉ có mã cổ phiếu POVK là khuyến nghị mua 30% vị thế ở vùng 10.3, 10.2 gì đó. Các anh chị đã có mua được vào phiên ngày hôm nay thì cũng là một phiên mà lực cầu tiếp tục vào tương đối ổn định của POVK, và với lực cầu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là POVK sẽ đánh lên vùng 11 và vượt thoát vùng 11, thì khi đó chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Cổ phiếu PXS, PET này. PET thì khuyến nghị các anh chị là chốt ở vùng 10. PET là khuyến nghị các anh chị chốt ở vùng 10. PVB, PVB thì đang hình thành nên ở một cái vùng ở đây 16.5 đến vùng 17, và chúng ta sẽ quan sát thêm cái vùng này. Nếu như vùng này mà nó bị phá vỡ thì như vậy là xu hướng của chúng ta mua bị sai, chúng ta sẽ cắt. Một số anh chị đang cầm mã cổ phiếu PVC nữa. PVC ở đâu đó đang có những cái nhịp tích lũy đấy khá là đẹp, và những cái nhịp tích lũy này nó không gãy ở đâu đó khoảng vùng giá 5.8 này. 5.8 thì vẫn còn một cơ hội đâu đó đánh về khoảng vùng 7, dự kiến như thế. Rồi, nhóm ngành dầu khí xong, chúng ta sẽ đi đến nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán, những cái nhóm ngành rất là quan trọng. Đối với banh, chúng ta phân tích mã cổ phiếu Vietcombank. Thì đối với banh, chúng ta có thể thấy rằng là banh đã có một cái vai trò rất là quan trọng ở trong trong cái thời điểm trong những cái tuần giao dịch vừa qua, trước khi mà Donald Trump bị gọi là bị bệnh. Thì đối với Vietcombank, đây chúng ta nhìn Vietcombank đó. Vietcombank chúng ta có một cái vùng hỗ trợ ở đây vùng 80, và vùng kháng cự ở đây ở vùng 86 đến vùng 87. Đó, nếu như mà những anh chị mà chúng ta xem những bản tin của Hùng thì chắc chắn sẽ không đặt bán Vietcombank ở vùng 80 đến vùng 81, đúng không ạ? Trong cái tâm thế hoảng loạn là chúng ta sai hết, sai bét tè là nhè. Bây giờ chúng ta bán ở 84 có phải được không ạ? Nói như vậy thì các anh chị lại bảo ông này nói phét, giờ mới nói đúng không? Tí nữa ông sẽ chỉ cho các anh chị nói phét hay không nói phét. Bản thân là Vietcombank thì như vậy thôi, cũng chưa có nhiều động lực, và trong cái thời điểm hiện tại thì lực cầu nó đang hơi kém, nên là Vietcombank cũng sẽ cần thêm những cái biến thể tiếp theo. BID, đối với BID cũng như vậy, vùng hỗ trợ sâu nhất của BID ở vùng 38, và vùng hỗ trợ ngắn ở trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó là vùng giá 40. Và bản thân thì BID trong phiên ngày hôm nay thấp nhất, để chúng ta xem BID cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là chúng ta cũng sẽ bị nếu mà chúng ta bán ở thời điểm đó thì chúng ta cũng sẽ bị mất một cái lượng nhất định, và nó chỉ trong tích tắc thôi, nó chỉ có trong khoảng 15 20 phút, 15 phút thôi, là cổ phiếu đã bị đạp sâu xuống cái này và sau đó rút chân lên ở khoảng vùng 40.65. Thì về bản thân hiện tại là BID đang đang có những cái điểm đi ngang ở quanh vùng 40.5, và kết quả kết phiên của phiên ngày hôm nay, BID đóng cửa giá 40.5, nó phản ánh đúng cái thực trạng của BID, nó phản ánh đúng thực trạng nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam đó. Chứ còn nếu mà nó rơi tõm tòm tòm dưới này thì nó phản ánh không đúng, và đó là những yếu tố bất thường. Còn hôm nay đóng cửa khoảng vùng 40.7, 40, bởi vì kiểu gì thì thị trường ngày hôm nay nó cũng sẽ chỉnh, tí nữa cũng sẽ đi phân tích sau, nhưng mà nó chỉnh ở trên góc độ nào chúng ta cần phải đánh giá đúng cái bản chất của chỉnh, chứ không phải là chỉnh theo một cái cách gọi là không 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 như gọi là rơi như thế được. ACB rồi, ok anh chị. Đối với ACB ở trong một cái nhịp phân tích đâu đó ở đây này, từ vùng 17 này lên đến vùng 2 đây, vùng 20 21 này, có một cái điểm hỗ trợ 20.5 này đi lên này, vùng mục giá mục tiêu 22 này, vượt thoát vùng 22 sẽ có những điểm test cung lại này, 22 không gãy này thì chúng ta có tiếp vùng giá mục tiêu 24. Bản thân ngày hôm nay, ui 23 triệu cơ, khiếp quá. Hôm nay ACB có một cái giao dịch quá là kinh khủng luôn, tiền đâu mà nhiều thế nhỉ, 23 triệu để đổ vào cổ phiếu này, và với một cái lực cầu hiện tại như thế này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm ACB sẽ hoàn thành vùng giá mục tiêu 24, còn vượt thoát vùng 24 hay không thì cũng sẽ chờ thêm đó, chúng ta đi đến đâu thì chúng ta sẽ xây đến đó. Rồi các anh chị, rồi MBB và công thương. MBB
Ok, MBB hiện tại là vùng giá mục tiêu 20 thì gần như MBB đã xong, đã hoàn thành, và sau khi hoàn thành thì nó sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật. Những cái điểm test kỹ thuật ở đó đẹp đẹp đó các anh chị, MBB test đẹp nhá. Hôm nay MBB cực kỳ khỏe luôn, 19.5 không gãy. Nhẽ ra hôm nay MBB phải làm cây nến thõng xuống, giống xuống về vùng 19 như này xong kéo lên, nhưng mà MBB vẫn rất điềm đạm và bình tĩnh đó. Vì mông nó nặng mà nên là nó lăn, có khi là nó không không lăn nhanh được, nên là nó rất là điềm đạm luôn. Thì những cái điểm test kỹ thuật này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng tiếp theo của MBB, đó là nó có những cái phiên mà đánh xanh với một lượng cầu xác nhận khoảng tầm độ trên 10 triệu cổ phiếu MBB ngồi lên trên vùng 20.5 hoặc 20.4 gì đó, đó, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo thì MBB có thể về vùng 21 đến vùng 22. Rồi vùng tiếp theo nữa là gì nhỉ? Công thương CTG. CTG ngày hôm nay thì cũng tương đối là bình tĩnh, đúng không ạ? Đối với CTG như vậy là bình tĩnh. Và bản thân thì Hùng có đánh giá rằng CTG, các anh chị nhớ lưu ý giúp Hùng ở đây, đó là vùng 27 cộng là vùng kháng cự, vùng có vẽ một cái nón ở đây. Và cái nón này mô phỏng là có thể là khi cổ phiếu về vùng 27, 28 thì cổ phiếu nó chỉnh giảm lại, và như vậy là cổ phiếu sẽ bước vào một cái sự suy thoái. Bởi vì những cái động lực của công thương thì nó cũng chỉ đi lại được như vậy thôi. Đó, công thương anh chị, những cái vùng 20, 21, 19.5 đây có phải đẹp không? Những cái vùng này là vùng bắt đầu phân tích nhóm chứng khoán các anh chị nhá. À xin lỗi cả nhà. Đúng rồi, bắt đầu phân tích nhóm chứng khoán và nhóm banh, và dò tìm cái điểm hỗ trợ để cho các anh chị mua. Đó, những cái điểm mua 20, 20.5 này nó đẹp như thế này. Đó, đấy là những cái thời điểm tốt để chúng ta mua, còn lên trên này nó không còn thơm nữa các anh chị. Nó chỉ thơm duy nhất ở cái điểm công thương ở đây này, vùng 25 này, là làm một cái nhịp xổ số này, thì nhịp xổ số này là thành công này. Đó, đây. Ở những cái tuần này các anh chị xem lại. Đó. Rồi. Techcombank và HDBank, TCB. TCB thì cũng tương đối là đẹp, hôm nay cũng khá là điềm đạm, không có gì gọi là kinh khủng cả. Rồi em ấy vượt thoát được cái vùng 22 rồi thì dự dự là khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. HD Bank chia cổ tức anh chị nhá, vùng 32 thì sẽ thành 24.6 sao chia. Và đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng HD Bank cũng đã hoàn thành một vùng giá chia. Và đến bây giờ thì HD Bank này trắng tinh như tờ giấy trắng, bởi vì là em mới chia cổ tức nên là những cái hình vẽ của Hùng Lê bây giờ nó lệch hết rồi. Đó, những cái hình vẽ từ những cái nền tích lũy rồi những cái hình mũi tên là bị lệch hết rồi nên là xóa hết rồi. Bởi vì là khi chia cổ tức thì đồ thị nó rơi tõm xuống phát, nó rơi tõm xuống phát thì tất cả những cái đường vẽ nó nằm hết ở đường trên cao này các anh chị. Rồi, và với những cái tín hiệu kỹ thuật của HD Bank thì HD Bank có thể sẽ có những cái điểm mà test về mặt kỹ thuật ở đây, đó là khoảng vùng 20 24. Ở vùng 24 không gãy thì xem nào, trong nhịp này HD Bank còn có xu hướng đánh được lên nữa hay không, thì khả năng là có. Với những ý đồ tạo lập hiện tại, HD Bank không gãy vùng 24 thì khi đó ông sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Còn ngược lại, nếu mà gãy đập phát vùng 24 thôi, bán bỏ hết sóng. VP Bank ngày hôm nay cũng tương đối là điềm tĩnh thôi, và một cái câu chuyện là nếu mà nó không 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 có cái biến cố đấy thì VBank nó cũng sẽ chỉnh thôi. Vì sao vậy? Bởi vì VBank gặp gặp ở đây cái vùng kháng cự 24 và kháng cự 24 thì VBank sẽ có những cái điểm gọi là trả lại phần cung, và những cái điểm trả cung đẹp ở khoảng vùng giá 23.2, 23.3 gì đấy, 23.2, 23.2 gì đấy. Đây là những cái điểm trả cung đẹp và nó sẽ lấp gáp lại thêm 1 đến 2 phiên. Chờ đến lúc mà cái lực cầu ổn định trở lại và đánh vượt thoát một cách thuyết phục ở vùng giá 24 thì cái đó ạ, ở VBank chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo, và kháng cự của VBank ở khoảng vùng 25 đến vùng 26. Rồi chúng ta phân tích nhóm ngành, rồi chưa hết, xin lỗi cả nhà, trong nhóm banh chúng ta nói tiếp ba con banh STB. Rồi STB thì nó có những cái câu chuyện về game cũng gì đó, nói chung là game giết thì nó cũng là một phần thôi. Còn về mặt trên góc độ kỹ thuật là khi STB vượt thoát vùng 11.8 thì chúng ta xây dựng ở vùng 13. Vượt thoát vùng 13 có những điểm test cung lại thành công, chúng ta xây dựng target ở vùng 14.
Và đối với thời điểm hiện tại thì như vậy là STB đang có những cái điểm mà giao dịch quanh cái ngưỡng kháng cự 14, và xem nào, ngưỡng kháng cự 14 là ngưỡng như nào. Thì ngưỡng kháng cự 14 cũng là một ngưỡng kháng cự tương đối là mạnh. Và chính vì vậy nên là STB sẽ có những cái điểm kéo lên và kéo xuống ở quanh cái vùng 14, 13, 14, 12 này. Trước khi nó có một cái tín hiệu xác nhận, đó là một tín hiệu mà có thể lực cầu nó phải quay lại khoảng tầm 40 triệu một phiên và đánh vượt thoát vùng 14, thì khi đó chúng ta sẽ đi nói đến cái vùng tiếp theo. Và khi mà STB mà vượt thoát vùng 14 thì xu hướng cao là sẽ đi về khoảng vùng 16 đến vùng 17, tức là nó bằng với cái vùng giá mà đâu đó chào bán đó. Đấy, đối với STB đâu đó khoảng vùng 16 17 bằng cái vùng giá chào bán. Và ý đồ tạo lập của STB hiện tại đang rất là tốt, đang rất là tốt, các anh chị lưu ý như vậy. Liên Việt Postbank, rồi ok, Liên Việt Postbank đây chúng ta có những cái phân tích khá là dài. Và tại thời điểm khi Liên Việt Postbank có những cái vùng giá 10.5, đây là những cái điểm test kỹ thuật đấy các anh chị, là đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta xúc thêm, có những tài khoản nào đang xúc xúc thêm. Bởi vì khi đó chúng ta nhìn thấy một cái lực đánh của em này nó cũng tương đối là đẹp về mặt dòng tiền, về mặt tạo lập. Và mục tiêu của Liên Việt Postbank đó là vùng 12, thì nôm na nó đang tiệm cận ở vùng 19, à xin lỗi, 11 11.9. Và những cái điểm này thì nói chung về đến vùng kháng cự rồi thì nó cổ phiếu nó sẽ e dè, nó sẽ có những cái điểm mà nó chỉnh giảm ở đây. Thì nói chung là một là thường là sẽ chốt đi 50% tỷ trọng của cổ phiếu. Ví dụ chúng ta nắm 10.000 cổ phiếu, chúng ta sẽ chốt đi 5.000, giữ lại 5.000, và giữ lại 5.000 đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Trường hợp nếu như mà nó có cái nến xanh nó ngồi bên này, đúng không ạ, và lượng cầu xác nhận trên khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu, ok, chúng ta chấp nhận mất phí, chúng ta mua lại 5.000 chúng ta đã mất, thậm chí là chúng ta có thể mua thêm 10.000 nữa đó, chúng ta chơi bất chấp. Bởi vì cái bất chấp đó nó có cơ sở chứ không phải bất chấp trong một cách gọi là vô thức đó. Và khi mà có cái tín hiệu như vậy thì Liên Việt Mobile sẽ có một cái hành trình tiếp theo. Ngược lại, nếu như cổ phiếu lình xình đi ngang ở quanh vùng 12 và sau đó nó gãy rụp một phát, thì như vậy chúng ta bán đi 50% còn lại rất an toàn, chốt lãi không bao giờ sai các anh chị nha, chốt lãi luôn luôn đúng, và luôn khuyến khích các anh chị trên team của ông Lê có lãi rồi, đạt kỳ vọng rồi chúng ta chốt đó, chứ không phải là đến lúc mà thị trường nó rơi sầm sầm sập sầm xong đấy là bán xong thì thị trường nó lại hồi lại, cổ phiếu nó lại hồi lại, như vậy là chúng ta sai. Chúng ta sai anh chị ạ, chúng ta bán cái lúc mà mọi người hưng phấn á, nó bán cái lúc mà chúng cổ phiếu đạt kỳ vọng rồi á, chúng ta bán cái lúc là biết đủ là đủ rồi á. Đó rồi, cổ phiếu VIP siêu kinh điển. VIP thì không có gì phải nói. VIP các anh chị có thể xem lại những cái phân tích dài ngoằng ngoẵng ở trước này, và lần lượt chúng ta đi xây ra ghép, và cái target 28 là target vùng xây, phải nói là có thể nói gọi là gần như không tưởng, nhưng cuối cùng thì cổ phiếu cũng về, và sau đó thì một nhịp gọi là xổ số cuối cùng ở vùng 3x thì cũng đang gần về. Đó, đang gần về, khỏe quá các anh chị. Và thôi, đến đoạn 3x là thôi các anh chị, đến đoạn 3x là thôi. Nói chung thế là đẹp rồi. Không còn gì đẹp hơn nữa rồi, và thôi chúng ta canh, anh chị nào mà đang còn hàng thì thôi chúng ta cũng canh thôi, chúng ta canh thôi. Gọi là những cái phần ở trên này thì đâu đó nó còn khoảng tầm độ 20% về tỷ trọng rồi thôi, về cách thức cùng là như vậy. Chốt 50% ở vùng kháng cự, xong đó thì chúng ta cứ lần 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 dần 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 chúng ta gọi là đi dò tìm những cái vùng giá mục tiêu ở đỉnh thôi. Rồi, BVB. Ok anh chị, BVB là một cái mã cổ phiếu mà tại sao ông lại nói đến BVB? Thứ nhất là nó đang mệnh giá nó đang khá là ổn quanh vùng 10. Thứ hai là nó có những ý đồ tạo lập, và ý đồ tạo lập như nào thì cũng đã có nói rồi. Bản thân vùng 10 đến vùng 10.3 đó là vùng mà chúng ta sẽ gom vị thế, gom vị thế, và chờ đến lúc mà cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 12 đó, thì khi đó chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Rồi, lộn sang nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta có thể thấy rằng nhóm ngành chứng khoán đã mang lại rất nhiều thành công cho các anh chị nếu như các anh chị tập trung, các anh chị theo những cái phân tích định lượng của Hùng. Vì sao nhóm ngành chứng khoán lại như vậy, đúng không ạ? Thì đã có những cái phân tích từ trước, đó là về cái câu chuyện gọi là chúng ta có được một cái kết quả kinh doanh tốt. Vì sao lại tốt thì chúng ta thấy rằng là những cái phiên giao dịch khoảng 10.000 tỷ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái giai đoạn vừa qua nó xem như là cơm bữa hàng ngày. Có những cái thời điểm mà Hùng vẫn còn nhớ, đó là thị trường chầy chật trong một tháng, đúng không ạ?
được có 95 triệu cổ phiếu thôi, có 95 triệu cổ phiếu ngay chị, và giá trị giao dịch đâu đó chỉ khoảng 1-2 nghìn tỷ, 2 nghìn tỷ trên 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 sàn hốt đó. Và có một cái phiên bán khoảng tầm 4 nghìn tỷ là thôi anh em nháo nhào bảo thôi chết cha rồi phân phối đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại 7 nghìn tỷ, 8 nghìn tỷ đối với chưa chưa tính VN30, còn tính VN30 trên sàn hốt 10 nghìn tỷ, thì nếu mà phân phối phải bán tầm 15 nghìn tỷ thì mới gọi là phân phối đó, một con số cực kỳ kinh khủng. Và ai là người được hưởng lợi? Công ty chứng khoán, báo cáo anh chị thế đó, tài khoản giao dịch như vậy thì công ty chứng khoán là người được hưởng lợi, chứ ai được hưởng lợi nữa, đúng không? Rồi HTM rất tuyệt vời các anh chị. HTM là hoàn thành vùng giá mục tiêu 22, ít nhất là hoàn thành vùng giá mục tiêu 22. Cây nến ngày hôm qua cũng có gọi là hoàn thành, và cây nến ngày hôm nay cũng có những điểm quanh 22, và sau đó thì có một cái điểm nhúng kỹ thuật. Thì về kỹ thuật thì như vậy thôi, chúng ta sẽ quan sát tiếp cái câu chuyện của HTM ở vùng 22. Thì có hai hướng, một là phiên ngày thứ hai, nhưng mà hướng hướng này không 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 tích cực. Bởi vì nó sẽ có những cái biến động, nên phiên ngày thứ hai là sẽ có những cái điểm test test dưới chứ không phải test trên. Đó, nó sẽ có những cái điểm test dưới, và những cái điểm test này nó đâu đó khoảng vùng đẹp á, đẹp 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 là khoảng vùng 21.5. Vùng 21.5 các anh chị ạ. Hoặc không thì khoảng vùng 21.3, vùng 21.3 hợp lý hơn. Ở khoảng vùng 21.3 không gãy, và nó sẽ đi ở trong cái biên này nó thêm 1 đến 3 phiên trước khi mà có một cái lực cầu pew phát lên vùng 22 trên khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu giao dịch. Đó là dấu hiệu để xác nhận rằng HCM tiếp tục đi, và khi dấu hiệu đó xác nhận thì chúng ta sẽ có vùng giá mục tiêu của HCM ở khoảng vùng 24. Rồi SSI, rồi SSI hoàn thành vùng giá mục tiêu 18 các anh chị nhé, hoàn thành vùng giá mục tiêu 18. Đây là những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta đã đưa ra trước. Chúng ta xây trước một cái con số trong tương lai, một con số kỳ vọng trong tương lai, nhưng con số kỳ vọng này nó có cơ sở rồi, nó có những cái phân tích kỹ thuật về mặt logic đó, chứ không phải hôm nay nó đạt thì chúng ta mới nói rồi. Và cũng hoàn toàn tương tự như vậy, hôm nay là cảm ơn anh Trâm, cái điểm test cung ở vùng sâu 17 này rất là tuyệt vời, và rút chân lên đó thì em này em ấy cũng khoảng ở vùng 17.3 là đẹp đó, 17.3. Nó sẽ test nó nhóm ngành chứng khoán sang tuần tới sẽ test đồng loạt SHS. Rồi SHS hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 12.5 đến vùng 13, và SHS thì hôm nay test quá đẹp luôn đó, không còn gì đẹp hơn, và đẹp hơn cả Ngọc Trinh. Và những điểm test này thì bây giờ cái vùng 12.5 sẽ trở thành một cái biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật rất là ok của SHS, và chúng ta sẽ quan sát những cái điểm ở hỗ trợ này, và SSS có những cái điểm test cung không gãy vùng 12.5, chúng ta sẽ có khi đó thì cũng sẽ xây tiếp cái target tiếp theo của SSS. Chúng ta phải đi xây từ từ thôi các anh chị nhé, xây nhanh là nó đổ nhanh lắm, xây nhanh nó đổ nhanh rồi. CTS chứng khoán, CTS nào, ok rồi đúng không anh chị, rồi CTS đây. CTS đây rồi, như vậy là cũng cuối cùng thì em ấy cũng đi về đúng cái vùng giá 7.7 rồi. Ở phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên test rồi 7.5 luôn, rồi bõm xuống 7.5 xong rồi lên 7.88, quá đẹp. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CTS như này thì nó cũng sẽ có những cái điểm test cung, và điểm test của CTS đẹp nhất là test ở trên vùng 7.7 đó, và có thể rơi về khoảng vùng 7.6 gì đấy, nhưng đẹp nhất sẽ là vùng đó, và chúng ta ở vùng này nó không gãy thì CTS sẽ tiếp tục có một hành trình tiếp theo. Rồi MBS, MBS phiên ngày hôm nay, rồi nó cũng không có gì đột biến đâu các anh chị, vùng 10.7 này này, 10.7 10.8 á, là cái vùng kháng cự, thì thuận thuận thiên, tức là thuận theo ý trời, thì về đó nó sẽ có những cái điểm test cung và những cái điểm test cung này thì nó đẹp nhất nó ở khoảng không gãy vùng 10.5. Rồi ok các anh chị, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm phân tích tiếp theo của mã ngành chứng khoán. Rồi hết nhóm ngành chứng khoán, Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu nhóm ngành thép, sau đó thì cho Hùng một ngụm nước nghỉ ngơi tí, hơn một tiếng rồi giọng hơi khàn khàn rồi. Rồi HPG các anh chị, đó rất nhiều những anh chị bảo bán HPG nhưng Hùng bảo vẫn giữ lại, bởi vì sao, bởi vì cái Hùng có chia sẻ như đầu bản tin đó, đó là hai cái đường, hai cái, chúng ta đi trên một con đường mà hai bên đường vẫn cái rào chắn nó vẫn đang ok, tín hiệu đèn
vẫn đang ổn, đúng không? Rồi tất cả cái hệ thống vận hành ở trên cái con đường cao tốc đó nó vẫn đang ổn thì chúng ta đi tiếp đó, và những cái tín hiệu kỹ thuật của hoa sen HPG vẫn đang giữ được thì chúng ta sẽ giữ. Ở ngày hôm nay HPG có điểm test đẹp, điểm test này theo như Hùng đó là rất đẹp về mặt kỹ thuật. Đó là em ý về lại vùng 26, và hiện tại thì xu hướng ở trong tuần mới ấy, thì chúng ta sẽ chưa nói mạnh được, nhưng sẽ có những điểm test lại cung phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, và sau hai phiên đó thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có hướng. Một là thị trường sẽ đai đai tèo 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 thì khi đó chúng ta sẽ cập nhật. Hai là thị trường sẽ bứt phá, mà bứt phá khi mà nó bứt phá thì nó tăng rất mạnh, nó tăng điên cuồng luôn, nó tăng để cho gọi là tăng để cho không có nhỏ lẻ nào có thể lên được thuyền nữa đấy, cái kiểu nó là như thế để nó kéo những cái đoạn nước rút ở đoạn cuối. Thì Hòa Phát vẫn ổn áp các anh chị nhé, có những cái điểm test đẹp ở vùng 26, và phiên từ hai tuần tới thì nó sẽ có những cái biển điểm đi ngang ở quanh vùng 26.5. Hoa sen như vậy là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 16 các anh chị nhé. Đây có những cái điểm 14 này, 14 chỉnh giảm kỹ thuật xong thì 16, thì thường nó như vậy thôi, cổ phiếu nó giống như con người ấy, nó chạy xong nó phải nghỉ. Rồi 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 ok, nó nghỉ thì lại như thế vậy thôi. Nó nghỉ lại khoảng vùng 14 chấm đây này. Cứ vẽ vẽ như thế này thôi, Hùng học vẽ nhiều nên là thôi ta cứ vẽ vẽ như vậy. Vẽ như này thì các anh chị vừa dễ nhìn, và cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng sẽ có một cái cách nhìn rất là trực quan. Thì nó sẽ có những cái điểm trả lại khoảng đâu đó khoảng 15, ổn trả lại đâu đó khoảng vùng 15 không gãy thì hoa sen lại có những cái điểm kéo tiếp theo. Và khi có một cái phiên mà nó kéo vượt thoát vùng 16 với vol xác nhận, và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xây cái target tiếp theo của hoa sen ở khoảng vùng 18. Ok, nói chung là cũng kéo đến khoảng vùng 18 là kịch kịch của cái sóng này rồi đấy. Kịch nói chung là như vậy, 18 mắc. Rồi cái gì nhỉ, NKG và thuộc lòng các anh chị, bây giờ phải đi thuộc đấy, thuộc cổ phiếu. Rồi NKG đó, vùng kháng cự 8.5, và sau đó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật, nó bao giờ nó cũng test lại thôi, 8.8 không gãy. Bản thân là ngày ngày hôm nay không có sự kiện đấy thì nó vẫn test lại 8 thôi. Đây đã có một cây nến test 8 này, xong đó công lại vùng 8.5 chưa thành thì nó lại quay lại thôi. Và nó sẽ cho đến khi nó có cũng hoàn toàn tương tự như vậy, có một cây nến để xác nhận như này, thì chúng ta sẽ đi xây cái target tiếp theo của NKG. Và yếu nhìn trên những cái ý đồ tạo lập của NKG, các anh chị nhìn thấy này, Nam Kim nó đánh một phát từ vùng 7 lên 30 mà các anh chị. Bây giờ nó đã cái gì đâu? Đấy, nó đang bé tí bé tẹo này, mới đánh từ vùng 6 à. Đây là đánh từ vùng cho vùng 6 đi lên đến vùng 8 mới tăng được 2.000. Vùng 6 nó phải lên 6636, nó vùng nó hơi kinh, nhưng mà nói chung là Nam Kim sẽ có những cái sóng nó tương đối là dài đó các anh chị, nên là chúng ta cứ nốt vào. TLH cũng như vậy, những cái con này nó đánh gọi là đánh khủng hoảng, và nó đánh gọi là kinh khủng luôn. Thì TLH đang có những cái điểm mà công vùng 4, và hiện tại thì vùng 4 là chưa công nổi, phiên ngày hôm nay công nhưng mà công không thành. Công không thành thì nó sẽ test lại, một là 3.8, hai là 3.6, và Hùng đang canh đối với con này là đang canh vùng 3.6 đây này, ghi rõ đây này, trung hạn đây này, vùng 3.4, 3.6, nói chung là những cái vùng này sẽ gom dần, gom xong xong đấy thì bỏ quên đấy khoảng tầm độ 10 năm. Được không anh chị? Gom xong bỏ quên khoảng 10 năm, TLH bỏ quên 10 năm. Nếu như có những vùng giá ở 33.2, 34 chắc chắn là như thế, đấy là chiến lược cùng khả năng TLH, bởi vì Hùng nhìn ở trên một cái kênh trung hạn á, lồng đang kỳ vọng là sau khi mà nó tái cấu trúc rồi vân vân và vân vân, nó sẽ có một cái kênh sóng trung hạn ở bên này, và nó tăng ở bên này, nó tăng được những cái nhịp tạo lập như này đó, những cái nhịp tạo lập sau một cái chu kỳ giảm dài, nó có những nhịp tạo lập như này thì nó cũng rất là tuyệt vời. Ok rồi, uống một ngụm nước cũng tương đối rồi đấy nhỉ, 1 giờ 15 phút rồi. Như vậy là ngày hôm nay cũng nói hơi dài và nói rất là sâu, những cái mã cổ phiếu nó rất dài rất sâu nên là hơi tốn thời gian một tí. Nên có thể là có một số các mã cổ phiếu sẽ không phân tích được hết, các anh chị sẽ thông cảm nhiều, và chúng ta sẽ comment ở đằng dưới, comment ở đằng dưới. Rồi chúng ta sẽ đi những cái thằng ít ít trước nhá, phân bón này, BFC nó có ba ba mã cổ phiếu thôi, ba mã thôi.
Hiện tại đối với BFC nó sau khi mà hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu rất là thành công từ vùng phân tích 11 và lên đến tận vùng 16, 17 thì bây giờ đang đặt cái mục tiêu của BFC ở vùng 18 thôi, còn chưa đặt xa hơn. Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ. Đối với Đạm Phú Mỹ thì đang đặt mục tiêu ở vùng 18 và chúng ta thấy rằng là trong những cái nhịp đây đó nó tiệm cận vùng 18 và nó thử thách rất nhiều ở cái vùng 18 này và những cái điểm test cung sẽ không gãy, sẽ không gãy ở vùng 17 thì cái cơ hội mà để cho em này đi tiếp là còn đó. Và đi tiếp như nào thì ông phải có những cái tín hiệu kỹ thuật vượt vùng 18, khi đó ông sẽ xây tiếp. Đạm Cà Mau đó, đối với Đạm Cà Mau thì đang đang để cái vùng giá mục tiêu 12. Sau khi mà Đạm Cà Mau có những cái điểm vượt thoát đây anh chị, nó ở chúng ta nói đến vùng 10.5 đến vùng 11 và sau khi mà nó vượt thoát thì cũng đang để lên một cái target ở vùng 12. Và khi về đến vùng 12 thì nó sẽ có những cái điểm test đây, những cái điểm test cung đẹp. Rất đẹp, những cái cây doji mà cứ 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 doji chuồn chuồn mà cứ 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 chổng ngược lên trời như thế này là đẹp lắm. Thì nó sẽ có những cái điểm test về ở đây và không gãy vùng đâu đó khoảng vùng 11.5. Không gãy khoảng vùng 11.5 nó là hợp lý thì Đạm Phú Mỹ sẽ có một cái hành trình cực kỳ quan trọng đó khi xin lỗi cả nhà Đạm Cà Mau. Khi mà nó bươn qua được cái em này thì thôi, coi như là không còn kháng cự. Và khi đó thì cổ phiếu nó sẽ đi theo cái mô hình gọi là siêu kinh điển, siêu cổ phiếu. Rồi. Nhóm Cảng Biển chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu VC à VSC. Nhầm. Đối với VSC sau những cái điểm test kỹ thuật ở đây vùng 34 không gãy thì cũng tiếp tục đánh giá một cái hình thành một cái nhịp tăng ở đây, có thể tăng về vùng 38. Hiện tại đang ở vùng 37.2 và cái xu hướng thì khả năng sẽ về về được vùng 38, mạnh hơn sẽ ở khoảng vùng 40. Thì những anh chị nào mà đang có hàng ở đó, những cái điểm test tích lũy ở đây thì cũng đã có liên tục phân tích kiểu ý đồ tạo lập của em này ở đây. H cổ phiếu HAH đó, HAH rồi, HAH tuyệt vời. Hoàn thành vùng giá mục tiêu 14 và phiên ngày hôm nay thì ngồi lên ở vùng 14.5, à xin lỗi 14.15, như vậy vượt thoát vùng 14, có thể sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Không gãy vùng 14 thì cổ phiếu này cũng sẽ đánh về khoảng vùng 14.5 đến vùng 15. Rất là đẹp. Và về đến cái vùng đó thì cũng sẽ là một cái bước ngoặt của HH sẽ nằm ở vùng 14.5 đến vùng 15. Vượt thoát được cái vùng này thì khi đó chúng ta sẽ có một cái hành trình dài của mã cổ phiếu này. Và cổ phiếu này thì cũng đang 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 có xu hướng là đánh một cái chen cũng tương đối đẹp. Một số các tài khoản thì đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nắm. Cổ phiếu GMD. GMD, chúng ta sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu quan trọng các anh chị nhé. Những mã cổ phiếu nào mà nó không quan trọng lắm thì chúng ta sẽ bỏ qua. GMD, những cái điểm test kỹ thuật ở đây ở vùng 23.5 không gãy và mục tiêu của GMD đó là vẫn đi về vùng 25 đến vùng 26, nhóm ngành cảng biển và đặc biệt là cảng biển nước sâu, đặc biệt là những cái chính sách về của chính phủ về cho phép nâng cái phí bốc rỡ rồi phí bến bãi, phí cảng các thứ, các em được hưởng lợi nhiều lắm. Ok, CTL vùng kháng cự 8.5 chưa vượt được. Những cái điểm đây đang đang có những điểm test cung lại và những điểm test này hôm nay test sâu vùng 8 xong đó lại kéo lên. Về mặt lý thuyết thì như vậy thôi, từ vùng 8 không gãy là công lại vùng 8.5, vượt thoát 8.5 thì đâu đó chúng ta sẽ có một cái điểm mà đánh về đây khoảng vùng 9.5 gì đấy của CCL. Rồi. Mía đường. Nói đến Viettel, có một bạn bạn suốt ngày bạn ấy nhắc Viettel. VGI. 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 Đối với VGI thì không có gì các yếu tố đột biến anh chị. Hiện tại là chúng ta thấy rằng đây là một cái kháng cự vùng 29 hiện hữu rồi. Và với một cái trạng thái đi ngang về dòng tiền rất dài như thế này thì chúng ta cần thêm đánh giá những cái tín hiệu dòng tiền này á. Nó có khi nó bị bõm lắm anh chị. Chúng ta phải có những cái đánh giá tiếp theo. Đó, còn bị bõm một hai phiên thì chưa chắc nó đã thơm đâu. VTP. Không không, không phân tích mã này, CTR.
CTR đó, các anh chị nhìn thấy đây, CTR sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 45, cổ phiếu kiểu gì nó cũng test. Hôm nay nó test cho một phát về đến khoảng vùng 43.5. Thế là coi như thi nhau nháo nhào bán xong 43.5 thì nó lại kéo lên vùng 45. Đó. Thì cái sự vận động của cổ phiếu nó luôn là như vậy. Viettel Post sẽ có, à xin lỗi, CTR công lắp công trình Viettel. Nó sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 43.5 không gãy thì như vậy sẽ công lại ở khoảng vùng giá 40 đây. Đây ở đây là khoảng 47.5. Và em này là một em mà cái game thoái vốn khả năng nó sẽ rất là ok ở trong cái nhóm của ngành Viettel. Ở nhóm mía đường các anh chị nhá, QNS này, điểm nhanh qua thôi. Ok, QNS ổn đó. Đó, các anh chị thấy chưa? Khi mà cổ phiếu này có những cái đường ray chỉ dẫn như chúng ta, đó là vùng giá 33 không gãy. Ông có phân tích cho rất nhiều những anh chị em cầm QNS 33 không gãy thì cái cơ hội mà để QNS tiếp tục đánh vượt lại vùng 36 37 là còn. Thậm chí là nhịp này có thể về lại vùng 38. Thì đấy là tính kỹ thuật. Rồi. SBT. Mía đường, con này thì đã khuyến nghị lên thuyền rồi, các anh chị mua hết rồi. Nói chung là nôm na là điểm mua tăng tỷ trọng rồi, bây giờ chỉ còn điểm mua hết nữa thôi. Điểm mua hết thì Hùng sẽ chờ khi mà cổ phiếu này thoát được cái thằng ẩm ương ở đây này, chắc là thoát được khoảng vùng 10 16 16.5 đi, 16.5 ok, ta cứ đề ra vùng mục tiêu thoát vùng 16.5. Thì sẽ mua 20% tỷ trọng còn lại nữa. Đó. Đây. Và sau đó thì khi mà thoát được cái vùng này thì cổ phiếu này sẽ có một cái hành trình tương đối là đẹp. Đấy là theo dự báo của Hùng như vậy, còn nó đẹp hay không thì thực tế nó ấy. Thực tế chúng ta phải SLS. Rồi, SLS đang có những cái điểm test tích cực và vùng cứng ở đây 72 lại dồn lên và có những điểm test ở đây. Bây giờ điểm test này phải là 75 rồi, nâng lên 75 đây. 75 không gãy, mục tiêu của em này vẫn là 8x đó các anh chị. Trong cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta phân tích đó. Và vẫn nhớ nó nhớ nhớ là bảo là khuyến nghị mua một ít ở đâu đó ở vùng dưới này này. Vùng 60 62 này này để uống trà đá. Rồi, LSS, LSS là một mã cổ phiếu đã khuyến nghị vào hàng. Đã khuyến nghị vào vị trí chiến đấu, mua hết rồi. Giờ thì đang có những cái điểm như thế nào? À rồi, kéo lên vùng 7. Em ấy kéo lên vùng 7 test lại đây, đâu, test lại vùng 6.3. Phiên hôm nay kéo phát đúng 6.3. Rồi, sau đó những cái điểm test kỹ thuật này ok ổn áp thì LSS sẽ kéo kéo vượt thoát vùng 7.5. Đây ở cái vùng mấy đây này. Ồ rồi, vừa đẹp luôn, vẽ phát ra đúng 7.5 các anh chị nhé. 7.5 vượt thoát đầu tiên là giờ phải kỳ vọng về đến 7.5 đấy. Còn khi em ấy mà thoát 7.5 rồi thì chúng ta cũng lãng quên đi khoảng tầm độ 5 tháng nha. Lịch sử đánh của LSS ở đây chúng ta sẽ bị lãng quên đi mấy à rồi lãng quên đi 1 năm các anh chị ạ. Nhịp này là lãng quên đi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, đúng rồi. Lãng quên đi khoảng tầm 5 tháng. Nếu như mà cổ phiếu này vượt thoát được vùng 7.5 thì chúng ta lãng quên nó đi khoảng tầm 5 tháng, xong rồi chúng ta quay lại. Ở dệt may chúng ta chỉ nói đến TCM. Rồi, TCM, mục tiêu của TCM không có gì thay đổi, đó là những điểm test cung không gãy vùng 22. Từ vùng 22 này thì chúng ta có một cái kỳ vọng, một cái nhịp đánh cuối cùng của TCM lên về vùng 26. Rồi, nhóm ngành thủy sản MPC. MPC. MPC sau khi mà em này em mới hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở đây vùng 32 là 2 tuần, có những cái điểm test như này là xấu các anh chị, xấu rồi. Xấu rồi đấy. Tín hiệu đường mác như này xong tín hiệu dòng tiền nó lại cắm đầu đi xuống như này thì nó là xấu. Thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ xem lại ở vùng 32, nếu nó hồi lại được vùng 32 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Canh để chúng ta chốt. Ok, tạm thời như vậy, tạm thời như vậy. VHC. Đó, VHC thì vẫn đúng trong một cái quỹ đạo chúng ta phân tích, đó là chạm vùng 45 thì sẽ chỉnh kỹ thuật, và VHC ở trong những cái điểm này thì khả năng sẽ có những cái nó đi đi xít xít thế này ấy, là nó sẽ có một cái phiên nó bị rồ ga. Đó, các anh chị hình dung cái chữ rồ ga, tức là nó piu phát lên này, xanh mướt. Đó, sau đó nó đi tiếp.
Thì những cái điểm test kỹ thuật của VHC ở đây bây giờ chúng ta sẽ phải tìm ra. Chúng ta tìm ra để chúng ta thấy rằng khi mà cổ phiếu nó không gãy ấy, thì nó sẽ rồ ga ở đấy, đấy các anh chị, 43. Đó, 43 mà không gãy là nó sẽ rồ ga đấy. Đó, ok. CMX nhiều anh chị cũng đang quan tâm, nhưng mà nói chung là CMX ở đây quan điểm cùng là cái vùng nó phải lấy lại được vùng 16.5. Đây là cái vùng đệm để xác nhận là cổ phiếu này đi tiếp. Còn bây giờ nó cứ lình xình như thế thì chúng ta cứ chờ thôi. Đấy, nó lình xình như vậy thì chờ thôi, chưa có nhiều yếu tố đột biến. FMC đang có những cái điểm test nó, anh chị thấy không? Chúng ta đừng có vội vàng gì cả. Đây anh chị nhìn thấy chưa? Cái hình vẽ này này là vẽ từ trước thì không phải bây giờ mới vẽ đâu này. Bởi vì những cái hình vẽ này á là nó đi từ cái bản tin này đến cái bản tin khác, chứ nó không 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 trừ trừ trường hợp là cổ phiếu chia cổ tức thì phải xóa hết đi làm lại. Vì nó treo đấy, thì những cái điểm test của FMC nó dự kiến nó test về 34 nhưng nó test sâu hơn một tí đây rồi các anh chị. Đó thì nó test sâu hơn như này thì các anh chị xem, nhớ chú ý giúp Hùng ở đây cái vùng 32.8 gì ở đây này, khoảng khoảng vùng này. Vùng này sẽ là vùng mà FMC không được gãy thì chúng ta vẫn còn một cơ hội từ vùng 32.8 nhấn ga lên vượt thoát vùng 34 và sau đó đi tiếp ngược lại vùng 32.8 gãy chúng ta bán. Rồi, ANV. ANV là mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị đầu tư và là vùng giá mục tiêu ở 24, xin lỗi cả nhà, 20 thì đã hoàn thành. Hoàn thành điểm thứ nhất này, điểm này suýt hoàn thành này. Rồi cái điểm điểm trong tuần này thì chưa có điểm nào hoàn thành. Rồi sau đó thì cổ phiếu có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật lại vùng 18 18.5 không gãy. Đó, vùng 18 đến vùng 18.5 không gãy thì cổ phiếu lại có xu hướng đánh về lại vùng 20 và có hay không một cái điểm gọi là điểm bay qua vùng 20 với một lượng vốn xác nhận khoảng trên 1 triệu cổ phiếu thì lúc đó chúng ta sẽ đi xây tiếp target của AMV. Còn ngược lại nếu như đến vùng 20 mà nó lại đạp một phát thì nó lại về lại vùng 18 đến vùng 18.5. Rồi Hùng sẽ phân tích thêm một nhóm cuối cùng để chúng ta nói về thị trường chung, 1 giờ 26 phút rồi. Nhóm ngành cao su, ship, quốc đảo ship. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Khi nó chia cổ tức này là những cái vòng Hùng nó vẽ là nó treo ngược lên trên trời luôn đấy này. Đấy, nên là chưa chưa xóa này, con này chưa xóa. Đối với quốc đảo ship thì đây cái vùng kháng cự, đây cái vùng kháng cự đây, cái vùng giá mục tiêu là 85 thôi. Và hiện tại thì em ấy vẫn đi suy soát thế này thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái điểm mà nó đánh lên vùng 85 thôi, xong rồi đánh tụt lại. Đó, ship thì nó cũng chưa có gì cả. DRC, các anh chị nhớ là DRC là một cái mã cổ phiếu cùng phân tích trên room nhiều lắm. Ô, lại thoát mất rồi. Ok, thôi, bỏ qua đi. DRC thì chúng ta xem đây ạ. DRC hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 19.5 đến vùng 20, bứt thoát được cái vùng 19.5 với một cái cây nến ở đây là trong tuần. Trong tuần chúng ta có một cái cây nến thoát nền ở vùng 29 chấm vùng 20.5 rất là đẹp và đang có những cái điểm test kỹ thuật và cảm ơn anh Trâm. Đó, cảm ơn 300. Một cây nến test cung cực đẹp ở đây và về mặt xu thế thì sau những cái điểm mà tăng nó kịch độ này á, thì nó sẽ có những cái điểm điểm test lại ở đây đẹp đẹp ở đâu đó khoảng ở vùng 20.5. Ở vùng 20.5 không gãy, nó không gãy và nó tiếp tục ổn định thêm khoảng 1 đến 3 phiên thì cái xu hướng để cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 22 là hoàn toàn khả thi, và khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 22 thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. Rồi GVR sau khi chia cổ tức, đây là một cái mã cổ phiếu mà nói chung nó tăng hơi chậm, nói chung là về về mặt lý thuyết là nó tăng hơi chậm. Rồi GVR có vùng hỗ trợ cứng của nó ở đây vùng 11.9 sao chia, 11.9 sao chia không gãy thì cái mục tiêu, rồi anh chị đây ở ở trên này là lấy này, đó là vẽ từ lúc chưa chưa chia, thì mục tiêu là công lại vùng 13 thôi. Vùng 13, còn là cái GVR các cái điểm mua thì cũng có phân tích ở những cái vùng rất là thấp ở dưới này này. Vùng 10.9 hay là đâu đó ở dưới này. Cổ phiếu PHR. Đối với PHR trong thời điểm hiện tại thì cũng chỉ nhìn thấy đây như thế này thôi. Nói chung nó là ở vùng kháng cự hỗ trợ 57 và kháng cự 60.
và có hay không một cái cây nến xanh để đánh thoát lên với lượng vốn vốn xác nhận, thì trong tuần này chúng ta chưa có tín hiệu kỹ thuật là để xác nhận cái điều đó. Và với cái việc chưa xác nhận cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng đó thì chúng ta vẫn tiếp tục quan sát ở cái góc độ ở cái vùng biên hỗ trợ, và tín hiệu đường MACD thì nó đang hơi xấu và tín hiệu dòng tiền đang đi ngang, thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ có ít nhiều những cái dư địa là chưa đủ cái động lực để cổ phiếu này tiếp tục tăng giá. Rồi còn tất cả những mã cổ phiếu nào chưa được phân tích và các anh chị quan tâm, các anh chị vui lòng comment giúp Hùng Lê ở dưới các cái bản tin hàng tuần, dưới các bản tin tuần, xin lỗi các anh chị, dưới các bản tin tuần chứ không phải hàng tuần, bởi vì bản tin cũ thì Hùng sẽ không view lại mà Hùng chỉ view lại ở trên bản tin tuần thôi, nên các anh chị vui lòng là những cái bản tin cũ này chúng ta không comment nữa mà chúng ta sẽ comment lên bản tin mới nhất của tuần. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đi qua hai phần. Phần thứ nhất đó là đánh giá lại tất cả những kịch bản về Hùng Lê đã dự báo trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng tương đối là sát. Cùng với đó thì chúng ta view lại một số các cái nhóm ngành cơ bản về của thị trường đó. Thì hiện tại chúng ta xem nào, chỉ số Dow Jones đang xanh hay là đang giảm đây? Dow Jones Fuel đang xanh. Dow Jones Fuel đang xanh. Dow Jones 30 thì cũng đang lì trình. Ok. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái phái sinh. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thị trường chung rất nhanh trong khoảng tầm 10 phút cuối của bản tin. Thì đối với chỉ số VN Index của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua các chỉ số này đang có những cái điểm test cung, và những cái điểm test này thì nó nằm trong những cái ngưỡng dự báo, đó là vùng 900 ở 900 đến vùng 910 điểm, đó là cái vùng mà VN Index dự báo sẽ có những cái điểm mà loanh quanh ở trong đó. Bởi vì sau một cái thời gian mà thị trường đánh vượt thoát được cái vùng 900 điểm thì nó cần rất nhiều công sức, thời gian và cần cả những ý đồ tạo lập lớn. Anh chị lưu ý nhá, ý đồ tạo lập lớn để giúp cho VN Index ổn định được ở trên vùng 900 điểm là cần những ý đồ tạo lập lớn thì mới làm được. Đó, và những ý đồ tạo lập lớn đó thì đang giữ cho thị trường của chúng ta ổn định ở trên vùng 900 điểm. Đó là một cái yếu tố rất là tuyệt vời. Mặc dù có những cái thời điểm mà chúng ta phải nói là từng phiên giao dịch, đấy, từng phiên giao dịch Hùng Lê phải đi bám sát từng phiên giao dịch và đi phân tích cho các anh chị. Như vậy thì nó còn hay nó mất, nó có đi được nữa không, hay là chúng ta giữ nào đó từng phiên giao dịch trong một cái gọi là cái nghẹt thở của thị trường chứng khoán thế giới, đó là chỉ số chứng khoán Mỹ, Đức, rồi ở chỉ số chứng khoán châu Á liên tục giảm, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được một cái đà có giảm, nhưng giảm ở trong một cái biên độ cho phép để có thể có được những ý đồ lớn tiếp theo. Thì đối với chỉ số VN Index của chúng ta như vậy rất là tuyệt vời. Và trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì VN Index sẽ có xu hướng test lại các anh chị ạ. Nó sẽ có xu hướng lấp lại cái gap này, và nó sẽ lấp lại ở cái vùng 900 điểm đến vùng 910 điểm, nó sẽ lấp lại. Và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật thực tế ở trên đó để chúng ta có thể có thêm những cái định lượng về chỉ số VN Index của chúng ta. Và khi cái vùng đó nó không gãy và những yếu tố tạo lập được tiếp tục được xác lập thì cái mục tiêu của VN Index trong nhịp này là vẫn đánh vượt thoát vùng 915 và đi về vùng 920, 930 điểm. Đấy là những cái dự báo sớm của Lê. Đối với chỉ số VN30 rất là căng thẳng đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì vùng kháng cự của chỉ số này đó là vùng 870 đến 880 điểm. Và cái vùng này không phải đến bây giờ Hùng mới đưa ra, mà Hùng đã đưa ra từ những cái thời điểm đâu đó sớm sớm ở những cái bản tin khoảng 120. Khi mà chúng ta không phải bản tin hôm nay là một bản tin 124, bản tin 123, khoảng bản tin 122. Khả năng bản tin 122 là chúng ta đã đề cập đến cái vùng kháng cự của VN30 ở vùng 870, 880 điểm rồi. Thì đây là cái vùng kháng cự rất là quan trọng và thị trường của chúng ta sẽ có phải nói là mất rất nhiều công để vượt thoát được cái vùng này, nó phải hội đủ rất nhiều yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đó thì nó mới vượt được. Còn trước trong cái tình trạng hiện tại thì theo như Hùng dự đoán thì nó sẽ có những cái điểm đi ngang. Chúng ta vẽ một cái điểm vàng đi, quanh đẹp nhất là nó sẽ có những cái điểm đi ngang ở quanh vùng 860 điểm. Đó, nó sẽ có những cái điểm đi ngang ở quanh vùng 860 điểm này, và cho phép sâu nhất ở vùng 848 điểm. Đấy là những cái điểm test cung mà VN30 có thể cho phép để giúp cho thị trường của chúng ta còn có những cái cơ hội đi tiếp. Và cái kháng cự ở đây thì chúng ta sẽ cần thêm nhiều sức lực các anh chị nhé, sẽ cần rất nhiều sức lực.
Còn đối với chỉ số phái sinh, đối với chỉ số phái sinh thì Hùng đã phân tích một cái trend long lên và đến tại thời điểm này đó là vùng 870 điểm. Thì vùng 870 điểm này cũng là một cái vùng rất là khó khăn, Hùng phải nói là như vậy, rất là khó khăn. Và cái điểm hỗ trợ của phái sinh sâu nhất cho phép ở vùng 845 đến 848 điểm, tức là phái sinh hoàn toàn có thể sọt về vùng này. Và sọt về vùng này thì có thể những cái yếu tố về cung cầu tại đây thì chúng ta sẽ đó, cung cầu tại đây thì chúng ta sẽ phân tích, bởi vì phái sinh ấy, là chúng ta phân tích trên trend M5 anh chị, trên M5, thậm chí là M1, Hùng có xem cả M1 xong rồi xem M5, và sau đó thì Hùng xem trend ngày để Hùng biết được xem là cái ý đồ tạo lập của phái sinh như nào. Thì về về ý đồ là như vậy, và trong thời điểm hiện tại, trong thời điểm ngắn thì chúng ta sẽ có cái điểm hỗ trợ của phái sinh ở đây, Hùng sẽ bật đây trên M5 anh chị. Thì đây chúng ta quan sát này, đó, đây, ở vùng kháng cự 870 nó nằm ở đây, và cái vùng kháng cự ngắn của chỉ số này ở vùng 867 điểm nó nằm ở đây, và vùng hỗ trợ của em này ở trong phiên thứ hai tuần tới và các phiên tiếp theo đó là vùng 854, thậm chí có thể sâu hơn ở vùng 850 và 848 điểm, đấy là các cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật của chỉ số khi mà các chỉ số này vẫn đang giữ được ở trong những cái biên độ đó, vẫn giữ ở trong được cái nhịp đó thì ở CS của chúng ta còn cơ hội đó, chúng ta còn có thể nắm giữ cổ phiếu. Còn ngược lại, khi mà thị trường của chúng ta hết sóng, hết những cái điểm cầu về mặt kỹ thuật thì lúc đó thị trường của chúng ta sẽ có những cái cần phải hành động để chúng ta tránh được một cái cuộc thảm sát của thị trường. Ok, như vậy là thị trường tuần mới thì cũng sẽ có những cái gợi ý như vậy cho các anh chị. Rồi, cái ý mà Hùng chia sẻ trong ngày hôm nay, tại vì sao Hùng nói tương đối nhiều đến cái câu chuyện hoảng loạn, chứ câu chuyện hoảng loạn thì đây là những câu nói mà Hùng nói, có thể nói là cay đắng đó, đó. Tại sao lại nói từ cay đắng? Bởi vì Hùng thấy là cái mặc dù là ở trong một cái room, mặc dù là đã có rất nhiều những cái định hướng của Hùng Lê, nhưng vẫn có tương đối anh chị của chúng ta hoảng loạn đó. Và ông nói này, lúc hoảng loạn là lúc con người trở nên ngớ ngẩn nhất. Rồi, câu thứ nhất. Câu thứ hai, tại thời điểm 13 giờ 15 phút, khi đó thì ông bắt đầu nhận diện thấy rằng là bắt đầu là anh chị bắt đầu gọi là ngồi trên ngọn cây rồi. Thì ông đã nói này, thứ nhất là cái dự báo về cái xu hướng thị trường ở trong thời điểm trong thời điểm ngày hôm nay, nó là em sẽ được cái trong trong cái thời điểm trong cái thời điểm của phiên ngày hôm nay là những cái dự báo của Hùng Lê về việc là thị trường nó sẽ xấu đó, nó sẽ xấu và nó sẽ gập ghềnh và nó sẽ khó khăn do là một số các cái chỉ báo kỹ thuật là nó chạm kháng cự. Và cái thứ hai nữa là tại thời điểm đó thì Hùng đã phải đưa ra một cái ngưỡng là phái sinh ở vùng 850 điểm, đấy là vùng 854 điểm, đấy là vùng hỗ trợ của chúng ta quan sát thêm. Thì cái câu chuyện phái sinh và cơ sở nó rất là có những cái mối quan hệ mật thiết với nhau, và tại thời điểm nó rơi đứng này và sau đó về đến vùng 854, 855 điểm này nó vẫn đang còn, thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là rồi ok đó rồi tất cả những cái dự báo về phái sinh đó, thì khi mà phái sinh mà về đến cái vùng đấy, đây này, lúc này không biết mấy giờ này, phiên sáng này, là phái sinh hiện tại khá là khó khăn ở vùng 867 điểm đến vùng 868 điểm, và phiên hôm nay thì dự kiến rất là khó khăn. Và ngay từ đầu phiên đó, ngay từ đầu phiên thì cũng đã có những cái điểm mà về mặt tâm lý, tức là chúng ta phải xác định là cái phiên của ngày hôm nay là cái phiên mà đây VN Index đang ở tại 9:08 phút ở vùng 868, 870 và VN30 tiệm cận, và dự báo phiên hôm nay sẽ nhiều ổ gà, các cái nhịp kéo xả sẽ diễn ra trong phiên, khả năng thị trường sẽ không còn thuận một chiều như là phiên giao dịch ngày hôm qua. Tín hiệu phái sinh quan sát ở vùng 867
7 điểm đó là vùng kháng cự, và quan sát ở vùng này xem cung cầu như thế nào, có hay không sọc ngắn để đón những cái điểm trả về xu hướng. Tức là về bản chất là thị trường ngày hôm nay sẽ là một cái phiên chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Và với tín hiệu kỹ thuật trong phiên ngày hôm nay, VN-Index của chúng ta giảm 4 điểm và VN30 giảm khoảng 5 đến 6 điểm là hoàn toàn hợp lý. Và điểm giảm này nó phản ánh đúng và trúng cái quy luật vận động của thị trường. Đó, chứ 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 nếu mà nó mất khoảng tầm 40 đến 50 điểm thì nó lại phản ánh không đúng về quy luật vận động của thị trường. Và HNX Index thì xanh, bởi vì một phần do cổ phiếu ACB giao dịch rất là tuyệt vời. Thì đấy là cái câu chuyện mà mình có nói đến là trên một cái đường đi thì chúng ta cần phải định ra cho chúng ta một cái đường ray. Ray trên là kháng cự, ray dưới là hỗ trợ, và khi những cái đường ray đó nó vẫn đang còn thì chúng ta cứ bình tĩnh. Còn ngược lại khi cái đường ray nó bị mất đi thì chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta sẽ phải có những cái hành động tiếp theo đó. Và hiện tại thì Hùng đã có hai room cộng đồng R9 và R8. Những cái room cộng đồng này thì Hùng sẽ chia sẻ một phần kiến thức và một phần các cái bản tin phân tích và nhận định thị trường của Hùng Lê ở trên đó. Và hiện tại thì room R9 và room R8 thì bây giờ cũng đã bị tràn room rồi. Và trong cái tuần này thì Hùng sẽ bắt đầu, Hùng sẽ mở tiếp room R7, sẽ mở tiếp room R7 để coi như những anh chị em mà có nhà đầu tư có nhu cầu, có tham khảo một số các ý kiến của ông Lê, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào room R7 đó, và chúng ta sẽ bán cổ phiếu khi nào đó đó. Trên room R7 này thì cũng có R8 thì cũng có để đó, thì chúng ta sẽ bán khi mà cổ phiếu hết sóng, hoặc là khi cổ phiếu khi khi thị trường hết sóng đó. Vậy thì thị trường của chúng ta đã hết sóng chưa? Chưa các anh chị đó. Những cái ray trên ray dưới và những cái biên tích lũy và những cái ý đồ tạo lập của thị trường nó vẫn đang còn, thì chúng ta có bán có hạ. Nhưng ví dụ chúng ta bán là chúng ta không bán ở lúc hoảng loạn, chúng ta sẽ chờ thị trường hồi thì chúng ta bán đó, chứ không phải bán lúc sâu nhất đó. Bán lúc sâu nhất là cái lúc mà con người chúng ta ngớ ngẩn nhất, con người của chúng ta trạng thái thần kinh không ổn định nhất, và lúc đó chúng ta sẽ sai nhiều nhất, nôm na nó là như vậy. Ok rồi, bản tin tuần này đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và rất mong muốn các anh chị sẽ chia sẻ những góc nhìn cùng Lê đến với rất rất nhiều những anh chị em đang ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc của chúng ta, để có được một cái góc nhìn tốt nhất, có một cái gọi là có một cái kênh thông tin tham khảo trong các cái quyết định đầu tư. Và với quan điểm của Hùng thì Hùng không có giấu hết cái gì cả, tất cả những cái gì Hùng có, tất cả những cái gì Hùng biết, và tất cả những cái gì mà tốt nhất, tối ưu nhất cho các anh chị thì được public hoàn toàn lên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Không có bán, không có mua, không có cái gì hết các anh chị. Còn những anh chị nào cảm thấy vui, ok, về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.